chương 671, chém giết. Nhìn hắc bào thanh niên đang chậm rãi đi tới, mà trên khuôn mặt tươi cười lộ ra một mảnh lạnh lẽo, Vân Phàm hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt trường kiếm màu lam đậm, đấu khí trong cơ thể dâng lên như nước lũ cuồn cuộn không ngớt, mà theo đấu khí dâng lên thì lòng sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lòng nổi lên cuồn cuộn suy nghĩ. Tiểu tử này lần này trở lại ra mã, đế quốc tất nhiên sẽ tìm Vân Lam Tông trả thù. Xem ra phải mang tin tức này, truyền về bên trong môn phái nếu không sau này có thể sẽ trở tay không kịp. Quang mang trong mắt lóe ra, Vân Phàm nghiêng đầu hướng về Mông Lực vẻ mặt tái nhợt ở bên cạnh, thấp giọng nói gấp, đợi lát nữa ta ở lại cản hắn thì ngươi nhân cơ hội rời đi. Sau đó hãy đem tin Tiêu Viêm trở về báo cho tông chủ biết. Lời nói vừa dứt, hắn cũng không đợi Mông Lực trả lời, bả vai rung lên, một đôi cánh lam nhạt do đấu khí tạo thành xuất hiện. Đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình hóa thành một mờ nhạt bóng dáng xen lẫn kiếm cương sắc bén mạnh mẽ bắn, về phía tiêu viêm. Thấy vân phàm đột nhiên ra tay, mộc thiết trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu lên nhắc nhở. Nhưng mà tiếng nhắc nhở vừa hạ súng mới phản ứng lại. Người thanh niên trước mặt hiện giờ đã không còn là vị thiếu niên năm đó bị đuổi giết, như chó có nhà tăng nữa. Tiêu viêm quay đầu hướng về phía mộc thiết cười cười. Một đoàn hỏa diễm màu bích lục đột nhiên hiện lên trên bàn tay thon dài. Ánh mắt khẽ liếc nhìn một người một kiếm đang nhanh chóng tới gần, khóe miệng khẽ nhách lên. Phía trên bàn chân chợt hiện lên nhàn nhạt quang mang màu bạc suy trường kiếm lam đậm mang theo kiếm khí sắc bén xé rách không khí kèm theo kình phong âm hàn mạnh mẽ bắn tới ngực tiêu viêm mà nhân lúc ánh mắt của mọi người đều tập trung về đây vân phàm đột nhiên quát một tiếng chói tai đi mông lực ở một bên đã sớm có sự chuẩn bị nghe được tiếng quát bàn chân chợt hung hăng dẫm mạnh thân hình giống như đạn pháo nhanh chóng lao ra ngoài phủ thành chủ còn muốn chạy nghe được tiếng xe gió lúc mông lực trốn chạy tiêu viêm chỉ cười nhạt một tiếng tay trái xòe ra hướng về phía trốn chạy rồi bỗng nhiên nắm chặt Nhất thời, từ lòng bàn tay bạo dũng ra ngoài một cỗ lực hút cường hãn. Mà ở dưới cỗ lực hút cường hãn như vậy, nhất thời trong sân cuồng phong gào thét. Thậm chí là những tảng đá lơn tròn sân đều run rẩy, Một ít cây cối trực tiếp gãy đổ. Mà phía mông lực đang chạy trốn, thân hình cũng đột ngột dừng lại giữa không trung. chợt thân thể nhanh chóng lùi lại mặc cho dãy ruội như thế nào cũng không làm được gì, buông. Tại thời điểm tiêu viêm đem mông lực hút tới, trường kiếm trong tay vân phàm đột nhiên tuột ra, hóa thành một đạo thâm lam sắc bén lạnh lẽo hung hăng đâm tới ngực của tiêu viêm đang gần, trong găng tấc. Mà trường kiếm vừa rời tay, hai cánh phía sau vân phàm nhanh chóng rung động. Trong chớp mắt phóng lên không trung, xoay người bỏ chạy. Mồi như sao? Vân phàm đột ngột vứt bỏ toàn bộ thế tiến công, xoay người bỏ chạy làm cho tiêu viêm kinh ngạc nhíu mày. Lão gia hỏa này cũng là người gian trá. Lúc trước nói lời nói làm cho mông lực, chạy trốn trước hóa ra là muốn dùng hành động của hắn để làm mình thoáng phân thần nhóm người lâm diễm tự nhiên dù bận vẫn ung dung thấy được vân phàm chạy trốn vừa muốn làm ra động tác thì tiếng cười của tiêu viêm lại làm bon họ dừng lại để cho ta tới đi theo tiếng cười của tiêu viêm hạ xuống mông lực lúc trước vốn đang bay ngược lại do ảnh hưởng của lực hút đột nhiên dừng giữa không trung ngay lập tức sau đó lòng bàn tay tiêu viêm lại một lần nữa bạo dũng ra một cỗ lực đẩy mạnh mẽ cuối cùng nệ mạnh ở giữa lưng của mông lực mà ở dưới sự đánh sâu một trước một sau của hai cỗ lực lượng này sắc mặt mông lực cũng trở nên trắng bệch, trượt phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Bàn tay vung lên, không gian một trận chấn động. Một cỗ lực lượng vô hình tiện tay đem mông lực, vứt vào tường rồi nặng nề rơi xuống đất cuối cùng không biết sống chết ra sao. Thân hình mông lực vừa rơi xuống đất, thân hình đang đứng ở trước sân cũng quỷ dị biến mất. Nhất thời trong mắt của nhóm người mộc thiết đều lồi cả ra. Cấp độ thế này cũng thật là đáng sợ đi. Thân ảnh tiêu viêm tiêu tán, tiếng sấm nhàn nhạt quanh quẩn trong sân. Một lát sau, ngay tại lúc nhóm người Mộc Thiết hai mặt nhìn nhau, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng xe gió bén nhọn. Chợt một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hăng đập xuống mặt đất. Nhất thời khói bụi tràn ngập. Ba sao đấu vương mà thôi. Nếu để cho ngươi ở trước mặt ta còn chạy thoát thì làm sao nói đến chuyện tìm Vân Sơn, chấm dứt ân oán. Tiếng cười khẽ vang lên trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy thanh niên lưng đeo trọng xích đang vỗ đôi cánh lửa màu bích lục, ở phía sau, chậm rãi dừng lại giữa không trung. Ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh vừa rơi xuống. Trong sân khói bụi từ từ tiêu tan, thân ảnh của Vân Phàm cũng lộ ra. Chỉ bất quá vị trưởng lão Vân Lam Tông, ngày thường cao cao tại thượng tại lúc này vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng còn có ít vết máu, hai mắt nhìn lên Hắc Bào thanh niên, trên bầu trời mang theo vài phần hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lúc trước hai người giao thủ bất quá cũng chỉ ba hiệp, mà hắn lại trực tiếp rơi vào trạng thái trọng thương thực lực của đối phương không ngờ lại có thể kinh khủng như vậy. Tiêu viêm, nếu ngươi giết chết ta, Vân Sơn Tông Chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Lần trước ngươi có thể may mắn thoát được một mạng, lần này e rằng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Vân Phàm nhìn mông lực tại góc tường không rõ sống chết, mí mắt giật giật, lãnh lệ nói khóe miệng hiện ra một ý châm trọng. Tiêu viêm lắc đầu cười, cũng không muốn nhiều lời vô ích. Hắn bấm tay, một đoàn bích lục hỏa diễm từ lòng bàn tay hiện lên. Mà theo đoàn hỏa diễm này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhất thời trở nên nóng rực. Vân Lam Tông hủy tiêu ra ta, mối thù này ta sẽ từng bút từng bút trả lại gấp bội. Sau này phàm là người của Vân Lam Tông, ta gặp một cái, giết một cái. Lão cẩu Vân Sơn kia sớm hay muộn rồi cũng đến lượt hắn. Tiêu viêm thản nhiên cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn bích lục hỏa diễm trong tay, bất chợt lắc đầu, bấm đốt ngón tay bắn ra. Đoàn hỏa diễm kia rời khỏi tay, chính xác rơi xuống thân thể của Vân Phàm đang nét mặt hoảng sợ bích lục hỏa diễm vừa tiếp xúc thân thể của vân phàm liền biến hắn thành một cái người lừa mà ở dưới loại nhiệt độ cao kinh khủng này vân phàm trong trạng thái trọng thương còn không kịp điều động đấu khí chống lại thì thân thể đã nổ tung thành một đám cho tàn đen kịt giữa âm hưởng trầm thấp nhìn một đống cho bụi đen kịt trên mặt đất toàn bộ sân đều là một mảnh im lặng tuy rằng lúc này đang ở chính ngọ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như đang ở trong hố sâu lạnh lẽo lúc trước đấu vương cường giả vẫn còn mạnh khỏe dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ đã xương cốt không còn. Tay áo bảo vung lên, một cỗ kình phong đem cho bụi đen kịt trên mặt đất thổi đi. Bích Lục Hỏa Dực phía sau Tiêu Viêm chậm rãi tiêu tán, quang mang màu bạc ở bàn chân chợt lóe lên, thân hình lần nữa như ỉ mị xuất hiện trong sân, Mộc Thiết đại ca, 3 năm không gặp, biệt lai vô dạng a. Bàn chân chạm xuống đất, phần lạnh lùng trên khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt biến mất. Dáng tươi cười ấm áp làm ánh dương quang lại tràn ngập ấm áp. Bất quá thấy được một màn lúc trước, không còn bất kỳ kẻ nào sẽ lại nghĩ thanh niên này là hạng người nhân từ nương tay nghe được thanh âm tiêu viêm khuôn mặt mộc thiết lộ tươi cười cứng ngắc hình dáng kia có chút khó coi mà hình như hắn cũng có cảm giác này chợt mạnh tay trà sát khuôn mặt sau mới cười khổ nói ngươi ngươi thật sự là tiêu viêm nghe thế tiêu viêm cười khanh khách nói tại gia mã đế quốc này còn có những người khác dám gọi là tiêu viêm mộc thiết xấu hổ gật đầu chính xác tên tiêu viêm này đã thành từ cấm của gia mã đế quốc từ mấy năm nay Đơn giản chỉ vì cái tông môn to lớn kia căm thù đến tận xương tủy cái tên này. Mộc Thiết đại ca, việc năm đó, đa tạ. Tiêu Viêm chậm rãi hướng Mộc Thiết đi tới, mỉm cười nói, đám hộ vệ bên cạnh nhất thời thân thể khẩn trương hướng về trước, bàn tay nắm vũ khí cũng đều có chút run run. Chính bọn họ tận mắt trông thấy lúc, trước người thanh niên này làm cho một gã đấu vương cường giả xương cốt không còn. Vất vất tay đem đám hộ vệ làm xấu mặt xung quanh phân tán ra, tới lúc này Mộc Thiết mới có thể hoàn toàn cảm giác được việc phát sinh trước mặt là sự thực, chứ không phải hư ảo. Chỉ là việc này thực sự cũng khiến cho kẻ khác khó có thể tin được. Khụ, tiêu viêm huynh đệ, ha ha, thật ra năm đó là do ta thu được tin tức của gia tộc, để ta nếu có thể thì hãy âm thầm giúp đỡ ngươi một ít. Nhưng ta nghĩ rằng năm đó coi như chỉ lấy thực lực của ngươi, thì rời đi chấn quỷ quan cũng không phải là việc khó. Một chút giúp đỡ này của ta cũng không tính là gì. Mộc thiết lắc lắc đầu, thân hình cường tráng, như thiết tháp làm cho hắn cười rộ lên có cảm giác khí phách ngay thẳng. Ha ha, mục ra sao? Tiêu viêm nhớ kỹ. Tiêu viêm cười cười, chỉ ra bên ngoài phủ thành chủ rồi nói, xin lỗi, ra tay quá nặng. Bên ngoài có lẽ cần ngươi ra mặt dọn dẹp một chút. Mục thiết ngửi ngửi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, nhất thời cười khổ một tiếng. Người kia quả nhiên không còn là thiếu niên ngây ngô non nớt năm đó. Sợ rằng vì thanh niên này, mà Vân Lam Tông sẽ thực sự một lần nữa rơi vào kịch liệt long trời lở đất tiêu viêm huynh đệ mặc kệ như thế nào cũng đa tạ ngươi hôm nay ra tay nếu không sợ rằng quỷ kế của mông lực sẽ thực hiện được sắc mặt trịnh trọng hướng về phía tiêu viêm chắp tay mộc thiết thật lòng nói tiêu viêm cười khoát tay áo người ngón tay giao nhau nhẹ giọng hỏi ba năm không trở về gia mã đế quốc không biết mộc thiết đại ca có thể nói với ta tình hình hiện tại trong đế quốc được không ai đế quốc mấy năm nay đúng là thời buổi rối loạn a mà tất cả những việc này đều do vân lam tông dựng lên mộc thiết cao mày thở dài một tiếng chợt hướng về phía tiêu viêm mà nói việc này nói đến thì rất dài nếu tiêu viêm huynh đệ không vội đi thì cùng vào trong phủ để ta nói rõ cho nghe thế tiêu viêm có hơi chút trầm ngâm nhưng thật ra vẫn chưa từ chối bây giờ việc quan trọng nhất là phải hiểu rõ được tình hình trong đế quốc nếu không cứ đâm đầu đu loạn thì đúng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn như vậy phải làm phiền mộc thiết đại ca rồi nhìn thấy tiêu viêm vẫn chưa từ chối Mục Thiết nhất thời mừng rỡ, vội vàng đem mọi người mời đến phòng khách. Hắn rõ ràng nếu tin tức Tiêu Viêm lần thứ hai trở về gia mã, Đế quốc được truyền ra chắc chắn sẽ tạo thành một đại sự chấn động nhất. Chương 671b Tình thế gia mã Đế quốc trong phòng khách rộng rãi của phủ thành chủ. Sau khi an bài chỗ ngồi cho đoàn người Tiêu Viêm, Mục Thiết thân là chủ nhân mới trở lại vị trí ngồi của mình. Nhân tiện phân phó thị nữ rót trà, hầu hạ phải chú đáo. Ha ha, không ngờ ba năm từ biệt thực lực của tiêu viêm huynh đệ đã đến mức như thế này. Bưng chén trà lên nhấp một ngụ, mục thiết cười nói. Ánh mắt chợt bí mật đảo qua nhóm người tiêu lệ, lâm diễm bên cạnh tiêu viêm, trong lòng có chút cảm giác hết hồn. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này tiêu viêm trở về, đáng sợ nhất không phải thực lực siêu cường của bản thân mà là những cường giả bên cạnh, không biết hắn mời chào từ chỗ nào đến. E rằng những người đang ngồi ở đây, tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để chống đỡ với thập đại cường giả của đế quốc tiêu viêm nở một nụ cười không dây dưa quá nhiều vào câu chuyện không trọng tâm này trầm ngâm một hồi bắt đầu nói mộc thiết đại ca dường như mấy năm nay gia mã đế quốc cũng không bình tĩnh a à. nghe vậy mộc thiết cười khổ một tiếng thở dài nói đúng là không bình tĩnh tất cả những chuyện này đều là do vân lam tông làm ra là sao tiêu viêm nhíu mày mộc thiết nhấp một ngụm trà làm như sắp xếp lại ngôn ngữ một lát sau mở miệng nói không đến nửa năm sau khi ngươi rời khỏi gia mã đế quốc vân lam tông đột nhiên sửa lại sự siêu nhiên cùng với những tác phong khác trong quá khứ không chỉ có trắng trợn tuyển nhận đệ tử mà còn có dấu hiệu đem môn hạ đệ tử phân tán khắp nơi tới những thành thị trọng yếu trong đế quốc những hành động mờ ám này của bọn họ e rằng hoàng thất cùng tam đại gia tộc đều có sự phát hiện nhưng vì ngại thực lực kinh khủng của vân sơn nên cũng không có ai dám nói gì mà về sau vân lam tông cũng càng ngày càng trở nên kiêu ngạo nói đến đây ánh mắt mộc thiết thoáng nhìn trộm qua tiêu viêm trần trừ một lúc mới nói tiếp về sau, Vân Lam Tông làm ra chuyện sỉ nhục là tiêu diệt tiêu ra. Lúc đó việc này trong đế quốc huyên náo xôn xao, nhưng cũng không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho Vân Lam Tông cả. Tiêu viêm cầm chén trà, bàn tay nắm chặt lại, con người đen kịt chậm rãi mở đi, một tia lãnh mang thoáng hiện qua. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của tiêu viêm, mộc thiết ngẩn người, chợt minh bạch. Sợ rằng người thanh niên trước mặt đã sớm biết việc này rồi. Mộc thiết đại ca có biết tộc nhân còn sót lại của tiêu gia ta ở nơi nào không? Tiêu viêm xoay chén trà, nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Sau khi xảy ra chuyện này, tiêu gia hoàn toàn mất đi tung tích. Nhưng nếu tiêu viêm huynh đệ muốn tìm kiếm mà nói, ta đề nghị ngươi đi xem mễ đặc nhĩ gia tộc. Bọn họ thể biết một ít. Mục thiết lắc đầu, chợt suy nghĩ rồi nói. Mễ đặc nhĩ gia tộc sao? Tiêu viêm khẽ gật đầu. Xem ra bản thân phải tìm hải ba đông, mới có thể biết hành tung của đại ca bọn họ. Ha ha, hiện giờ mễ đặc nhĩ, gia tộc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nhã phi tiểu thư. Chật chật, nữ nhân này tuổi không lớn nhưng mà bản. Lĩnh thì ngay cả trưởng lão của gia tộc bọn ta cũng phải âm thầm khen ngợi không ngớt. Ngắn ngủi 3 năm thời gian đã khiến cho mễ đặc nhĩ gia tộc ngồi trên vị trí đứng đầu tam đại gia tộc. Kẻ khác không thể không bội phục. Mục thiết cười nói, nhã phi tỷ. Nghe được cái tên chứa đựng sâu trong đầu, tiêu viêm ngẩn ra, chợt khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười ấm áp. Năm đó bị Vân Lam Tông truy sát trốn chết, ít nhiều cũng nhờ có sự xuất thủ của nàng cùng mễ đặc nhĩ gia tộc mới giúp cho mình có cơ hội thoát thân ân tình của nàng đối với mình tiêu viêm thực sự sẽ tuyệt đối không quên thật không nghĩ tới nàng vậy mà có thể nắm trong tay mễ đặc nhĩ gia tộc trước đây xem ra có chút xem nhẹ nàng tiêu viêm vuốt mũi khẽ cười nói hắn rõ ràng hiểu rằng lấy một thân nữ nhân đặc biệt còn không có thiên phú tu luyện đấu khí nữ nhân muốn trở thành người nắm trong tay gia tộc ở thế giới lấy đấu khí làm chính này là một việc khó khăn như thế nào mục thiết cười cười làm như tùy ý nói tiêu viêm huynh đệ trở về lần này e là sẽ có không nhỏ động tác đi chỉ là nhằm vào vân lam tông mà thôi tiêu viêm thản nhiên cười nói ánh mắt liếc về phía mục thiết đột nhiên hỏi mục thiết đại ca có được tin tức gì của vân sơn hay sao nghe thế mục thiết sửng sốt chợt xấu hổ lắc đầu đáp cái cấp độ cường giả kia ta làm sao có khả năng có tin tức gì của hắn chỉ bất quá thỉnh thoảng nghe được một ít từ trưởng lão trong tộc truyền tin chỉ đạo hiện giờ e rằng thực lực của Vân Sơn so với 3 năm trước đây càng mạnh. Đối với những lời nói gần như vô dụng này, tiêu viêm cũng đành chịu. Ánh mắt rừng ở rung động thật nhỏ đang khuếch tán trong chén trà. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập cao quý cũng ung dung. Giữa ánh mắt các loại ý cười khiến cho tâm cảnh của tiêu viêm đột ngột ba động, vạn loạn cả lên. Ca, chén trà trong tay bởi vì lực mạnh mà nứt ra một khe hở. Mọi người trong đại sảnh đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn khí tức của tiêu viêm, đột nhiên xuất hiện bạo động trong đầu đầy nghi hoặc tam đệ làm sao vậy tiêu lê ngồi gần bên cạnh tiêu viêm vội vã đụng vào tiêu viêm một chút hỏi không có việc gì nghe một câu của tiêu lệ tiêu viêm cũng từ từ hồi phục lại tinh thần hít sâu một hơi mang tâm cảnh hỗn loạn đè ép xuống khoát tay áo chợt làm như tùy ý hỏi được rồi mộc thiết đại ca không biết hiện giờ vân lam tông là do ai trưởng quản còn có thể là ai được tự nhiên là vân sơn rồi Mục thiết thả tay, nói lông mày dương lên, đầu lưỡi tiêu viêm uốn vài lần, cuối cùng cũng học ra một cái tên đã bị kháng cự 3 năm thời gian, vân vận đâu. Tự hồ nàng mới là tông chủ của Vân Lam Tông đi. Vân vận tông chủ sao? Không lâu sau khi người rời đi ra mã đế quốc, nàng bị Vân Sơn phế bỏ chức vị tông chủ, sau đó không hề quản lý việc trong tông nữa. Hiện tại mọi quyền hành quyết định của Vân Lam Tông đều do Vân Sơn trưởng quản. Mục thiết trầm ngâm nói. Bạn đang đọc chuyện tại HTTP, Chu Yên Phun. Vên nghe vậy tiêu viêm im lặng ngật đầu. Ở sâu trong nội tâm dường như không tự giác nhẹ thở một hơi. Hiện giờ những cử động của Vân Lam Tông phần lớn đều là công của Vân Sơn. Hơn nữa nhìn vào chuyện phát sinh ở chấn quỷ quan này, sợ rằng trong khoảng thời gian này Vân Lam Tông sẽ bắt đầu có đại động tĩnh. Mục thiết chậm rãi nói, chuyện ở đây nếu chuyển tới đế đô không chừng cũng sẽ làm cho hoàng thất rối loạn lên. Nhìn những động tĩnh bắt đầu này, e rằng những gì trong thư mà trưởng lão gia tộc viết cho ta cách đây, không lâu sẽ là thật cái gì tình huống tiêu viêm ngẩn ra hỏi mộc thiết nét mặt co lại cầm chén trà trong tay đặt xuống mặt bàn một lúc sau mới trầm giọng nói e rằng vân lam tông sẽ động thủ với tam đại gia tộc chúng ta tiêu viêm nhướng mày chẳng lẽ vân lam tông còn muốn thanh trừ hết tất cả các thế lực ở trong đế quốc hay sao đương nhiên có hay không ra tay đối với mộc gia ta cùng nạp lan gia tộc thì hiện tại còn không rõ lắm nhưng mà có thể khẳng định một điều đó là trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn Vân Lam Tông sẽ tìm mễ đặc nhĩ gia tộc để khai đao trước tiên. Mục thiết sắc mặt ngưng trọng nói. Vì sao? Hắc hắc, điểm này sợ rằng tiêu viêm huynh đệ cũng có thể biết một ít. Hải ba đông lão gia tử của mễ đặc nhĩ gia tộc có quan hệ không cạn với ngươi. Trước đây tại thời điểm ngươi bị Vân Lam Tông truy sát, mễ đặc nhĩ gia tộc còn âm thầm tương trợ. Thậm chí sau này tiêu gia bị Vân Lam Tông bao vây tiêu diệt, nhờ có sự tham dự của mễ đặc nhĩ, gia tộc mới có thể để tiêu gia không bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy rằng mễ đặc nhĩ gia tộc làm việc này có chút bí ẩn nhưng chúng ta cũng có thể nghe được điểm phong thanh. Nói như vậy Vân Lam Tông tự nhiên là cũng biết, mà không biết vì nguyên nhân gì, dường như Vân Lam Tông cảm thấy rất hứng thú đối với tiêu gia cá ngươi. Không kiêng rẻ gì mà trắng trợn tìm kiếm tộc nhân còn lại của tiêu gia. Bất quá vẫn không có kết quả gì. Hiện tại xem ra đó chắc là vì thủ đoạn âm thầm của mễ đặc nhĩ đi. Cho nên, nếu muốn tìm được tộc nhân còn sót lại của tiêu gia, Mễ đặc nhĩ gia tộc với tư cách là người che chở cho bọn họ chắc chắn sẽ là mục tiêu xuống tay đầu tiên của Vân Lam Tông. Mục thiết cười cười, xoa cằm nói. Tiêu viêm khẽ gật đầu. Nhìn tình hình như thế xem ra phải mau chóng chạy tới đế đô A. À, nếu không, không chỉ có mễ đặc nhĩ gia tộc sẽ dẫm vào vết xe đổ của tiêu gia, mà những người còn sót lại của tiêu gia dưới sự che chở của họ, sợ rằng cũng sẽ lành ít giữ nhiều. Hiện giờ ở đế đô phong Vân Khởi Dũng, nơi đó cách Vân Lam Tông quá gần đến lúc bạo phát chắc chắn sẽ cực kỳ hỗn loạn mộc thiết đại ca tin tức ta trở về gia mã đế quốc còn nhờ ngươi giữ bí mật dùm hơn nữa cũng không cho thủ hạ của ngươi lộ ra ngoài nếu không truyền tới tai của vân lam tông chỉ sợ bọn họ không những sẽ tiến hành nhanh hơn mà công sẽ tăng mạnh phòng bị từ trên ghế đứng lên tiêu viêm nghiêng mình hướng về phía mộc thiết trầm giọng nói ờ không thành vấn đề mộc thiết không chút do dự đáp vì an toàn chuyện phát sinh nơi này ta cũng sẽ kéo dài mấy ngày rồi mới bẩm báo cho hoàng thất nếu không chắc chắn bọn họ sẽ biết được tin ngươi trở về. Đã như thế liền đa tạ." Tiêu Viêm chắp tay cười nói, "Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi dự định là tới Đế Đô?" Thấy Tiêu Viêm như vậy, Mộc Thiết cũng vội vã đứng lên, hỏi, "Thời gian cấp bách không thể ở đây lâu. Đợi đem sự tình giải quyết xong đến lúc đó lại mời Mộc Thiết đại ca chuyện vãn." Tiêu Viêm cười, gật đầu đáp, "Nghe vậy, Mộc Thiết cũng không tiện giữ lại, chỉ đành gật đầu. Sau đó tự mình đưa đoàn người Tiêu Viêm ra khỏi phòng khách ra đến ngoài phòng khách, thân hình nhóm người tiêu viêm chợt lóe, xuất hiện ở trên người hộ ưng thú đang dừng giữa bầu trời. Đứng trên đầu hổ ưng thú, tiêu viêm chắp tay hướng xuống mộc thiết ở phía dưới, cười nói, mộc thiết đại. Ca, nếu ngày sau có việc, cứ tới tìm tiêu viêm là được. Ha ha, chuyến này đi đế đô tiêu viêm huynh đệ nhiều hơn bảo trọng. Nếu có thể mà nói, xin giúp đỡ một chút cho mộc gia ta, mộc thiết cảm kích vô cùng. Mộc thiết cười cười, hướng về phía tiêu viêm, thẳng thắn nói, Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, bàn tay vung lên. Hồ ưng thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo cuồng phong cấp tốc bay lên, cuối cùng hòa thành chấm đen nhỏ biến mất phía chân trời. Nhìn Tiêu Viêm đám người biến mất phía chân trời, Mộc Thiết khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết, bởi vì sự xuất hiện của nhóm người Tiêu Viêm, mà đế đô đang hỗn loạn sẽ thêm một lần nữa long trời lở đất. Chương 672: Tông sư nghị sự. Ngọn núi khổng lồ mà tịch mịch giữa một vùng bình nguyên, ngọn núi cao vút trong mây mơ hồ tản ra kiếm khí sắc bén cắm vào mây xanh ở giữa tầng mây có tiếng thao luyện cùng tiếng cùng với tiếng kim thiết va chạm vang lên âm thanh thanh thúy vân lam tông vẫn như ngày trước nhưng khi lên vân lam tông lại thấy có dáng dấp khác cả tòa núi mọc lên vô số các trạm canh gác ngọn núi được phòng vệ một cách nghiêm ngặt mặc kệ bất kể người nào lên đều phải khám xét chặt chẽ nơi mấu chốt là trên đỉnh núi là đại bản doanh vân lam tông hiện nay vân lam tông nhận đệ tử một cách trắng trợn không có một lý do nào cả Số lượng so với 3 năm trước nhiều hơn rất nhiều, bởi vậy bọn họ mới đủ nhân lực, nên trên núi cứ ba thước lại có một tốc phòng tuyến nghiêm ngặt. Chỉ là, tuy rằng tông môn thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng không chỉ có ngoại nhân, chính một số ít đệ tử của Vân Lam Tông đệ tử đều có thể thấy Vân Lam Tông hiện nay không còn được toàn bộ gia mã đế quốc cho rằng là thánh địa nữa. Trải qua 3 năm mọi việc làm của Vân Lam Tông đều tầm thường như mọi thế lực khác không hề khác biệt, vì mở rộng thực lực không từ thủ đoạn. Phía trên Vân Lam Tông, căn cứ tông môn khổng lồ kéo dài khuất tầm mắt, trong sân rộng, bóng người qua lại, các loại tiếng quát mắng, tiếng đao kiếm va chạm hội tụ cùng một chỗ, sương mù nhàn nhạt, nhạt lượn lờ dưới chân trời cũng đều bị tản đi, vài năm trước đây nơi này được coi là thánh địa, hiện nay đã không còn loại khí tức siêu nhân thoát tục đấy nữa. Tại trung tâm ngọn núi, một đại điện rộng lớn như mãnh thú nằm phục, mơ hồ tản ra một loại hương vị tang thương, từ khi Vân Lam Tông thành lập tới nay vẫn một mực truyền thừa xuống vì vậy trong đại điện Vân Lam Tông này vẫn lưu lại vài phần siêu nhiên trước đây, thế nhưng ở phía ngoài đại điện có hộ vệ áo bào trắng sắc mặt âm lãnh, điều này khiến cho đại điện có phần tang thương nhiều thêm một chút khí tức âm hàn. Trong đại điện không ít người ngồi yên lặng, ánh mắt đều sợ sệt nhất thời né tránh nhìn lão giả thủ vệ, không dám phát sinh một tiếng động. Lão giả thân mặc một áo bào màu trắng, phía trên bào phục và hai tay áo đều có một thanh kiếm, khi áo bào di chuyển thanh kiếm nhìn như thật vậy, kiếm khí sắc bén mơ hồ tràn ra, lão giả một cái đầu bạc trắng nhưng mà khuôn mặt thì lại như một thanh niên, sáng bóng khác thường. Lão giả từ từ nhắm hai con mắt màu nâu lại, rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt lạnh lùng làm cho người khác khắp người phát lạnh như sao băng xẹt qua, người nào vô ý liếc trộm chạm vào con mắt của người liền cảm giác thấy mồ hôi tay, cũng muốn đổ dòng dòng, gấp rút rời ánh mắt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng. Có thể thấy cấp bậc danh vọng này ngoại trừ Vân Sơn ra thì còn có ai khác? Vân Phàm bên kia có tin tức gì truyền đến không? Câu nói của Vân Sơn, khiến đại điện vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên trở nên ồn ào một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt tới. Câu nói của Vân Sơn khiến cho mọi người trong đại điện có chút động thân bỗng có một người cung kính trả lời. "Tông chủ, Vân Phàm vẫn không có tin tức gì truyền đến, chắc hẳn là đang đợi thời cơ." Vân Sơn khẽ nhíu mày nói, "Có mỗi một cái trấn quỷ quan mà thôi, thế mà vẫn chậm chạp như vậy." Truyền tin cho hắn trong vòng 5 ngày phải mang trấn quỷ quan nắm trong tay, còn những nơi khác những kẻ ra tay bất lợi tùy từng tình huống mà ra tay, chỉ cần mang đội chấp pháp của hoàng thất nắm trong tay thì bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu vâng nghe vân sơn ra lệnh bọn họ vội vã thi hành ha ha tông chủ mấy năm nay luôn quyết đoán bất chi bất giác mang đệ tử vân lam tông trà trộn vào các nơi trọng yếu của thành thị gia mã đế quốc chỉ cần ra lệnh một tiếng hơn một nửa gia mã đế quốc liền rơi vào tay vân lam tông một vị trung niên hướng về vân sơn nói giọng điệu có chút nịnh nọt đây chỉ là bước đầu tiên thôi Bước tiếp theo của Vân Lam Tông ta không chỉ dừng lại ở mã gia đế quốc, chỉ cần mang mã gia đế quốc nắm trong tay, thì thực lực của Vân Lam Tông sẽ tăng vọt lên, mà đến lúc đó, các thế lực của Tây Nam đấu khí đại lục cũng không dám cùng ta đối kháng, chờ đến lúc Vân Lam Tông trở thành bá chủ lãnh thổ phía Tây Nam. Vân Sơn đạm cười nói, nếp nhăn tuổi già hiện lên trong mắt không phù hợp với dã tâm. Ha ha, tông chủ nói rất đúng. Ngày trước Tây Nam lãnh thổ tổ chức đại hội, Vân Lam Tông ta chỉ hạng chung lần đại hội tiếp theo Vân Lam Tông ta cho những kẻ nói Vân Lam Tông, có tầm nhìn hạn hẹp phải ngã xuống. Ha ha, lời nói vang lên ngay sau khi Vân Sơn nói xong. Vân Sơn trên mặt nở ra một nụ cười, phất phất tay nói, chuyện ta phân phó đã làm thế nào rồi. Nghe vậy, đại điện có một người đứng lên cung kính nói, bẩm tông chủ, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi tông chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể thẳng nhập đế đô, mang gia tộc mễ đặc nhĩ nhổ tận gốc. Nói tới đây hắn thoáng trần trừ nói, bất quá mễ đặc nhĩ có thể có thêm đấu hoàng trợ lực với nhân lực thế này sợ rằng chưa đủ vân đốc vân sát từ lúc này đây đội là do hai người thống lĩnh mang mễ đặc nhĩ gia tộc thanh trừ triệt đề nhớ kỹ sau khi thanh trừ xong mễ đặc nhĩ gia tộc nhất định phải truy cho ra tàn dư của tiêu gia ánh mắt của vân sơn liếc hướng về một góc trong đại điện khẽ quát nói tuân mệnh nghe tiếng quát của vân sơn tại một chỗ hai gã vẫn duy trì trầm mặc như hai ông già vội vã đứng dậy cung kính đáp hai lão già này tuy rằng thực lực hơi yếu, nhưng tại Vân Lam Tông thì địa vị không hề thấp kém, sau khi hai người đó đứng dậy thì tiếng ồn đã nhỏ đi rất nhiều có thể nhận thấy địa vị của hai lão già này không hề nhỏ. Ha ha, Vân Đốc, Vân Sát hai vị trưởng lão này, ba năm tại Tông Phái được Tông Chủ hỗ trợ giờ đã tiến vào đấu hoàng, có bọn họ xuất thủ hải ba đông chờ mình cũng không có thành quả gì. Mọi người xung quanh nhìn hai vị trưởng lão cười nói, nghe được những lời nịnh nọt, Vân Đốc cùng Vân Sát có vẻ cười cười, chợt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sệt qua vẻ quỷ quyệt. Nhiệm vụ của các ngươi là, thanh trừ mễ đặc nhĩ gia tộc cùng với tàn đảng của tiêu gia. Các thực lực khác của đế đô chắc chắn không dám nhúng tay vào. Đương nhiên, nếu thật có thế lực không vừa mắt, cũng nhất loạt thanh trừ đi. Ánh mắt Vân Sơn quét toàn trường chậm rãi nói. Nghe vậy Vân Đốc cùng Vân Sát lần thứ hai gật đầu. Mang sự tình phân phó xong, Vân Sơn nhẹ nhàng dựa vào chiếc ghế mềm mại phất tay nói. Đã như vậy, liền đều đi thi hành hết đi, đoạn thời gian này, trước tiên thanh trừ mễ đặc nhĩ gia tộc nghe được những lời vân sơn nói mọi người trong đại điện vội vàng gật đầu rồi cùng đứng dậy hướng về phía vân sơn vội vã khom lưng hành lễ chậm rãi rời khỏi đại điện sau mọi người rời khỏi đại điện lại trở nên yên tĩnh một thời gian trong góc tối một đoàn hắc vụ quỷ dị xuất hiện nhớ kỹ lần này không thể bỏ qua bất kể là kẻ nào của tiêu gia việc lần trước ngươi đã không thể làm ta thỏa mãn vũ khí màu đen bốc lên đi tới đại điện từ từ chậm rãi nói các ngươi đến tột cùng là muốn tìm vật gì của tiêu gia một tiểu gia tộc mà thôi, cũng có cái để hấp dẫn ngươi." Vân Sơn nhíu mày lại đối với vấn đề này, hắn nghi hoặc đã lâu và rất hiếu kỳ. Không nên hỏi và cũng không cần hỏi, có một số việc không biết sẽ tốt hơn với ngươi, hồn điện chúng ta có thể mang ngươi đột phá đấu tông cường giả, thì cũng có thể mang ngươi lần thứ hai trở lại đấu hoàng. Âm thanh âm lãnh trong đại điện làm kẻ khác sởn cả gai ốc. Khuôn mặt uy phong bát diện của Vân Sơn nổi lên tia kinh hãi, nhưng lại chỉ có chút khó chịu nói, nhưng mà nếu mang tất cả người tiêu ra giết hết vẫn không tìm được vật đó, chúng ta biết tiêu ra nhất định có vật đó chỉ không biết chính xác là kẻ nào cầm mà thôi nếu như nơi này không tìm được thì chỉ còn cách là tìm tiêu viêm mà thôi gia mã thánh thành gia mã đế quốc đế đô với tư cách là tòa thành thị phồn hoa nhất đế quốc lượng người mỗi ngày nhập vào xuất ra nơi này đạt đến số lượng khổng lồ nhưng hôm nay bầu không khí ở thành thị phồn hoa này lại có chút áp lực khác thường mơ hồ cả không gian đều có cảm giác một loại mưa gió áp bức mà loại cảm giác này được tạo thành tự nhiên bắt đầu từ việc đột nhiên tuyên bố tạm thời đóng cửa toàn bộ phòng đấu giá cùng cửa hàng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hành động này đối với một trong tam đại gia tộc đế quốc không thể nghi ngờ là hướng về phía mọi người chứng tỏ sẽ có phiền toái không nhỏ rơi vào đầu bọn họ. Dân gian cũng không hề thiếu một số hạng người thông thạo tin tức, bởi vậy, mơ hồ có một ít lời đồn đãi truyền ra nói Vân Lam Tông có ý đồ thanh trừ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Những lời đồn đãi này truyền ra nhanh chóng khiến cho trong thành rối loạn không nhỏ. Mấy năm nay Vân Lam Tông càng thêm cường thế và kiêu ngạo hơn nữa ra mã đế quốc mọi người ai cũng rõ ràng. Khiến cho đứng đầu tam đại gia tộc, mễ đặc nhĩ gia tộc đều phải cẩn thận đối đãi, ngoại trừ hoàng thất có tư cách này ra thì chỉ sợ, cũng chỉ có nơi kia cách đế đô không xa vân lam tông. Tại thời điểm trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, lúc này tại thành nam, tổng bộ mễ đặc nhĩ gia tộc bầu không khí vô cùng khẩn cấp, thân ảnh trong trang viên đi đi lại lại vội vội vàng vàng. Toàn bộ hộ vệ từ các địa phương đều rút về, đem cả trang viên phòng ngự cực kỳ kín đáo, chặt chẽ trong bóng tối lấp lánh vô số hàn mang cung tiễn tại tất cả mọi nơi trong trang viên. Chỉ cần trong chốc lát xuất hiện khách không mời, mà đến thì mũi tên sắc bén trong nháy mắt sẽ bắn ra. Tại thời điểm trang viên canh phòng nghiêm ngặt, tại phòng nghị sự rông lớn trong trang viên, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng. Bên trong toàn là thành viên hạch tâm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, bất quá lúc này sắc mặt bọn họ phần lớn đều khó coi. Tại gia mã đế quốc, đột nhiên ai mà bị Vân Lam Tông xếp vào mục tiêu đả kích, thì sợ rằng khó có thể lộ ra dáng vẻ tươi cười được. Nhã phi, tin tức Vân Lam Tông sẽ xuất thủ với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta là sự thật. Trong đại sảnh, một lão già chợt cay mày thanh âm trầm thấp hỏi. Nghe được lão già đặt câu hỏi, trong đại sảnh mọi ánh mắt đều hướng đến vị mỹ lệ nữ nhân ngồi thủ vị. Sau đó người nữ nhân xinh đẹp kia mặt cũng đầy ngưng trọng đối mặt với ánh mắt mọi người hơi gật đầu nói, đại trưởng lão, tin tức này không giả được. Trong vòng hai ngày này sợ rằng Vân Lam Tông sẽ chân chính động thủ. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, song sau khi nghe Nhã phi hoàn toàn xác định trong đại sảnh vẫn như cũ có không ít người sắc mặt đột nhiên u ám hơn rất nhiều. Người được xưng là đại trưởng lão, khuôn mặt có điểm quen thuộc, nhìn kỹ đó là mễ đặc nhĩ gia tộc tộc trưởng năm đó Đằng Sơn. Bất quá nghe nhã phi xưng hô tựa hồ ba năm thời gian, hắn đã đem vị trí tộc trưởng nhượng lại cho người khác. Nghe được nhã phi đáp lời, Đằng Sơn cũng chậm rãi thở dài một hơi, dường như lạc vào bùn lầy trong lúc gia tộc lâm vào tuyệt cảnh. Tất cả tai họa này đều là do tiêu gia gia hỏa rước lấy, nếu không giúp bọn hắn thì sẽ không đắc tội vân lam tông, cũng không có ngày hôm nay. Lúc này, đột nhiên có một chút thanh âm bén nhọn vang lên, mà khi thanh âm vừa rơi xuống, liền sau đó cũng có không ít âm thanh phụ họa. Tại đây khi mà đại họa lâm đầu, bọn họ rốt cục không kiềm chế được ý nghĩ trong đầu, im miệng cho ta. Nghe được tranh cãi ầm ĩ trong phòng nghị sự, Đằng Sơn nhất thời giận dữ, bàn tay hung hăng đập xuống bàn. Bất ngờ xảy ra âm thanh lớn khiến mọi người sợ hãi vội vã câm miệng. Sau khi đem mọi người áp chế xuống, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh một người nam tử vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên xe đẩy chợt lại liếc liếc mắt sang người bên cạnh nhà phi vẫn đang nhắm mắt nhưng sắc mặt có chút băng hàn hải ba đông cười khổ một tiếng nói tiêu đỉnh tiên sinh tộc nhân thất thố cho người chê cười rồi nghe được mễ đặc nhĩ đằng sơn nói tiêu đỉnh lại lắc đầu cười ánh mắt chậm rãi đảo qua khuôn mặt mọi người hễ là ánh mắt cùng đối diện với một người thì một lát sau người đó sẽ không nhịn mà được quay mặt đi nam nhân này hiện giờ tuy hai chân đã tàn cũng không biết tại sao khi ánh mắt hướng tới mọi người kia thì khuôn mặt vẫn lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười trong lòng không nhịn được có chút hàn ý gia tộc chút nữa bị diệt chính mình lại biến thành người què chỉ có thể dựa vào xe đẩy biến cố như thế này đủ để cho người bình thường nổi điên nhưng mà nam nhân này vẫn như cũ không có chút ba động giống như hắn căn bản không có tình cảm người như thế đích xác có chút đáng sợ đằng sơn đại trưởng lão việc này đích xác cùng tiêu ra ta có chút quan hệ Tiêu đỉnh từ từ nói, ánh mắt đảo qua Mễ Đạc Nhĩ đằng sơn nói, nếu Vân Lam Tông thực sự sẽ xuất thủ đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngươi liền mang ta hoặc phân nửa tiêu gia tộc nhân giao ra đi, sau đó nói với bên ngoài, đây là tiêu gia toàn bộ tàn dư, tộc nhân khác, liền mời các ngươi nghĩ biện pháp lặng lẽ để cho bọn họ ly khai, tiêu gia gặp đại nạn, một tia huyết mạch, phải lưu lại. Nghe tiêu đỉnh nói, trong đại sảnh rất nhiều người đều có chút ngạc nhiên, nhìn người trước mặt khuôn mặt dáng tươi cười, trong lòng hàn ý càng lớn chiêu thức ấy không thể nói không khôn ngoan mễ đặc nhĩ đằng sơn cũng là bởi vì lời này của tiêu đỉnh mí mắt giật giật mỉm cười thật sâu nhìn thoáng qua người kia thầm nghĩ trong lòng tuổi tác không lớn nhưng lại là có lý trí tuyệt đối tiêu già có người này không lo không thịnh vượng thế nhưng đáng tiếc tiêu đỉnh tiểu tử yên tâm không có người đem ngươi giao ra đâu cho dù liều mạng mạng già này thậm chí nửa mễ đặc nhĩ gia tộc lão phu cũng sẽ bảo vệ ngươi không việc gì âm thanh băng lãnh đột nhiên vang lên Mọi người vừa nhắc đầu, nhìn thấy Hải Ba Đông không biết mở hai mắt bao giờ, đồng. Tử có chút xanh thẳm. Lúc này hàn quang lóe ra, tại hàn mang ánh mắt kia có nhiều người dị nghị, cũng không thể không thức thời nuốt vào miệng lời nói của mình. Hải lão, tiêu đỉnh ngẩn ra, ánh mắt vốn không hề bận tâm, cũng như vậy có chút ba động. Hắn trong lòng rõ ràng, mễ đặc nhĩ gia tộc này, nếu không có nhã phi cùng hải ba đông kiệt lực bảo vệ mà nói, sợ rằng tiêu gia tộc nhân đã sớm mất đi che chở bất quá hắn vẫn như cũ không ngờ tới, sự tình tới nước này, Hải Ba Đông vẫn như cũ có thể ngoan cố kiên trì, thậm chí, cam nguyện hy sinh hơn nửa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hải lão, ngài còn đang chờ tam đệ ta trở về sao? Tiêu đỉnh cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, tới thời khắc này, thậm chí là ngay cả hắn, cũng vậy đã không có lòng tin quá lớn, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng với tiêu viêm ngày sau trở về, có thể vì tiêu ra báo huyết cừu. Ha ha, ta đối với tiểu tử kia có một loại tin tưởng kỳ lạ, Hải Ba Đông cười to một tiếng, trượt ánh mắt liếc liếc hai bên trái phải mễ đặc nhĩ. Đằng Sơn, hừ lạnh nói, bọn người các ngươi tầm nhìn luôn luôn hạn hẹp, các ngươi lẽ nào cho rằng, Vân Lam Tông xuất thủ đối với mễ đặc nhĩ gia tộc ta, thực sự chính là bởi vì tiêu ra sao? Mấy năm nay bọn họ động tĩnh như thế nào các ngươi không phải là không biết, lúc này tam đại gia tộc thậm chí hoàng thất, các ngươi nhìn đi, nhìn xem có ai may mắn tránh khỏi. Mễ đặc nhĩ đằng sơn trầm ngâm, chợt cười khổ hít hà một tiếng, hắn làm sao không biết, hiện giờ vân lam tông có xu thế tẩy trừ thế lực đế quốc bất quá nếu có thể mang ngày này chỉ hoãn một ít thì tốt hơn nhưng mà trong lòng tuy rằng muốn như vậy nhưng hắn lại không dám nói ra hải ba đông trong gia tộc trên cả trưởng lão địa vị mễ đặc nhĩ gia tộc có thể có ngày hôm nay công lao hắn không thể nghi ngờ thậm chí ngay cả hắn cũng không dám cãi lại đương nhiên nếu không có hải ba đông tại gia tộc mễ đặc nhĩ có danh vọng như vậy bằng vào nhã phi một người có tài hoa đi chăng nữa cũng khó có thể trở thành người cầm lái gia tộc bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vn hiện tại làm như thế nào cho phải nếu không thì hướng mộc gia cùng nạp lan gia tộc hoặc luyện dược sư công hội hoàng thất xin giúp đỡ mễ đặc nhĩ đằng sơn thở dài nói vô ích nhã phi lắc đầu tại mặt bàn trên thân hình mảnh khảnh chỉ nhẹ nhàng điểm chút đôi mắt sáng quét cả phòng khách nói vân lam tông hiện giờ thực lực đã quá mức cường đại thậm chí với bọn họ cũng không dám bị rước lấy nếu là bọn hắn thật lòng mà nói muốn băng trợ, không cần chúng ta xin giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ phái người đến đây, nếu là không muốn hoặc không dám, xin giúp đỡ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Vậy, lẽ nào cứ như vậy chờ chết phải không? Trong đại sảnh, một ít nhân vật lần thứ hai nhịn không được nói. Nhã Phi dương mắt, nghiêng đầu hướng về Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Đại trưởng lão, vì xuất hiện tình hình rất xấu, ta đã ngầm mang Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một số ít người tuổi nhỏ đưa ra đế đô, bảo tồn gia tộc huyết mạch nhưng nếu như thực sự đến lúc kia sợ là chúng ta ngoại trừ đầu hàng thì chỉ có liều mạng đánh một trận ai ngươi cô nàng này đúng là biết nhìn xa dĩ nhiên trước đó đã chuẩn bị đường lui cho gia tộc bất quá cái loại này tình hình này cũng quá nguy rồi nghe vậy mễ đặc nhĩ đằng sơn ngẩn ra xem ra việc này ngay cả hắn cũng vừa mới biết được đầu hàng ta cũng không cho rằng có kết cục quá tốt đẹp này oanh mễ đặc nhĩ đằng sơn thở dài một tiếng vừa muốn nói, phía trên bầu trời toàn bộ ra mã, thánh thành đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ mạnh vang dội như sấm rền. Tiếng nổ mạnh cuồn cuộn giữa không trung, khiến ánh mắt cả thành đều hướng lên phía trên bầu trời, mà lúc này, tại nơi phát ra tiếng nổ mạnh, xuất hiện một đám mây do năng lượng hội tụ, mà ở một bên đám mây kia, một thanh trường kiếm tản ra sắc bén kiếm khí, đang thẳng tắp đâm vào. Đây là tín hiệu Vân Lam Tông. Nhìn ấn ký đặc thù hình đám mây trên bầu trời kia, toàn bộ thành thị đột ngột bạo phát lên một trận kinh hô một số người mẫn cảm lại mang vẻ mặt hoảng sợ vân lam tông này lẽ nào thực sự sẽ xuất thủ đối với gia tộc mễ đặc nhĩ trong mễ đặc nhĩ gia tộc không ít người ở phòng khách cũng nhìn thấy ấn ký trên bầu trời như vậy trong lúc nhất thời sắc mặt đều dần tái đi mễ đặc nhĩ gia tộc giao ra dư nghiệt tiêu ra bằng không ngày hôm nay là lúc diệt tộc không lâu sau khi năng lượng ấn ký xuất hiện một tiếng quát lạnh lùng vang lên đó là do đấu khí hùng hồn phát ra nổ vang vang vọng làm hỗn loạn toàn bộ gia mã thánh thành Chương 673, huyết tẩy. Tiếng quát như sấm sen lẫn đấu khí, tại toàn bộ mỗi ngõ ngách ở bên trong thành gia mã đế quốc không ngừng quanh quẩn. Giờ khắc này, ở trong thành vô số người đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt quẳng ném đến phương hướng, nơi đó có đấu khí sông lên tận trời, như trụ chống trời hung bạo bốc lên. Tại mễ đặc nhĩ gia tộc, đám người hải ba đông, nhã phi đều chạy ảo ra khỏi đại sảnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi hùng hồn đấu khí bùng nổ. Làm sao bây giờ, mễ nặc nhĩ đằng sơn thanh âm nặng nề nói còn có thể như thế nào nếu không muốn đầu hàng như vậy liền liều mạng đánh một trận sống chết chứ sao hải ba đông hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt hàn khí lượn lờ quanh thân mà lúc hàn khí bao phủ xuống trong hai trong mắt màu xanh thẩm càng thêm thâm trầm mọi người nghe lệnh giữ nghiêm cương vị của mình không thể bối rối một khi có người xâm lấn không cần bẩm báo giết nhã phi vẻ mặt lạnh như băng mắt phượng ẩn chứa sát khí Thanh âm lạnh lẽo tại trong toàn bộ Mễ đặc Nhĩ gia tộc không ngừng khuếch tán. Nhìn Nhã Phi truyền đạt mệnh lệnh đâu vào đấy, hơn nữa nhanh chóng ổn định cục diện xôn xao, Hải Ba Đông khẽ gật đầu, chợt hai mắt híp lại lạnh lùng nhìn đến địa phương đấu khí bộc phát, nắm tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Vân Sơn lão tạp mao, ngươi nghĩ muốn diệt Mễ đặc Nhĩ gia tộc ta, lão phu cũng muốn cho ngươi thương tổn xương cốt cùng một chút máu. Tất cả thành viên tại Mễ đặc Nhĩ gia tộc nghiêm trang đợi chờ. Tại cái địa phương đấu khí bùng phát kia đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm chói tai, chợt làm cho tất cả mọi người ở trong thành liền nhìn thấy đại đội áo bào trắng từ nơi đó um um kéo đến, cuối cùng mọi tại phía trên những tòa nhà trong thành bay vút ra qua, mấy bào phục màu trắng kia nổi lên hoa văn thanh kiếm và đám mây đặc thù như vậy, làm cho người ta liền nhận ra thân phận của bọn họ, rõ ràng là người Vân Lam Tông. Hí không nghĩ tới Vân Lam Tông lần này thế nhưng lại phái ra nhiều người như vậy, xem ra quả nhiên là muốn đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ăn tươi nuốt sống a. À nhìn đám người mặc trang phục áo bào trắng giống như con bọ chết nhảy nhót phía trên từng tòa nhà không ít người đều âm thầm hít một hơi lương khí chợt có chút tiếc hận cùng căm giận vân lam tông động thủ gióng trống khua trên như vậy dáng vẻ bệ vệ thật sự là quá mức khoa trương đại đội áo bào trắng giống như cơn thủy triều màu trắng lập tức từ hướng bắc vọt ới cuối cùng ùn ùn kéo đến đối với mễ đặc nhĩ gia tộc tiến hành vây quanh nhìn thanh thế như vậy chỉ sợ vân lam tông ít nhất đã điều động hơn mấy ngàn người quy mô lớn như vậy đủ để tranh đua với một quân đội nho nhỏ, nhỏ ngay khi cơn thủy triều màu trắng cuốn qua toàn bộ đế đô lại giống như chảo lửa sôi trào hoàn toàn xôn xao lên vô số người nhảy lên mái nhà sau đó dán tại sau cơn thủy triều sau cùng đủ để nhìn thấy mễ đặc nhĩ gia tộc mới đình chỉ cước bộ tiếp đó xác định địa phương trong tầm mắt không sai biệt lắm bắt đầu chú ý đại sự oanh động nhất tại gia mã đế quốc trong trăm năm qua gia mã đế quốc tam đại gia tộc đều từng tại đế quốc đứng sừng sững trong khoảng thời gian không ngắn trong những năm này thế lực của tam đại gia tộc càng thêm hùng hậu gia tộc tầm thường khó có thể vượt qua hôm nay vân lam tông ra tay đối mễ đặc nhĩ gia tộc không thể nghi ngờ là trong vòng mười mấy, mấy năm qua lần phát sinh va chạm này là quy mô lớn nhất ở gia mã đế quốc đối với cái loại cứng chạm cứng không ít người trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ bởi vậy lúc cơn thủy chiều màu trắng vân lam tông còn chưa tới mễ đặc nhĩ gia tộc thì phía sau chung quanh ở trên cao đã xuất hiện đám người đông nghỉ nghịt. tiêu đại ca đợi tí nữa lúc xảy ra chiến đấu ngươi liền trốn ở một bên nha nhìn cơn thủy triều màu trắng từ đằng kia cuốn tới, Nhã Phi quay đầu lại, đối với Tiêu Đỉnh đang ngồi trên xe lan lên tiếng nhắc nhở. Đã đến nước này rồi trốn ở một bên có thể có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi thật đúng cho ta là người chói gà không chặt sao? Đối với hảo ý của Nhã Phi, Tiêu Đỉnh cười cười lắc đầu, chợt một bàn tay khô gầy xuất hiện một cỗ, đấu khí nồng đậm khác thường màu xanh biếc tràn ngập, sinh cơ nhanh chóng trào ra, đem bàn tay vây kín mít. Gì? Ngươi tiến vào đấu linh rồi sao? Đây là chuyện khi nào vậy? Hải Ba Đông đứng một bên nhìn thấy Tiêu Đỉnh phóng thích ra hơi thở, nhất thời giật nảy mình, có chút kinh ngạc nói: chân không có chi giác, nên chỉ có thể âm thầm tu luyện, ngược lại có tiến triển quả thật có chút không tồi. Chỉ là thường ngày chưa từng thi triển ra đấu khí, cho nên mọi người cũng không biết mà thôi. Tiêu Đỉnh cười nói: có thực lực tự bảo vệ mình là được rồi, đợi đến lúc nếu có tình huống không ổn, ngươi cùng nhã phi tìm cơ hội thoát đi chúng ta toàn bộ tử thủ ở nơi này cũng không sáng suốt gì có như vậy cho dù mễ đặc nhĩ gia tộc thật sự bị diệt ngày sau cũng còn có người thay chúng ta báo thù hải ba đông gật gật đầu đột nhiên thấp giọng nói bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vên nghe được hải ba đông nói lời này tiêu đỉnh cùng nhã phi đều là ngẩn ra vừa muốn nói cái gì đó người phía trước sắc mặt đã hoàn toàn ngưng trọng chậm rãi nói đến đây hai người theo thanh âm ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn lại chỉ thấy ở phía trên từng tòa nhà bên ngoài trang viên đã đứng đầy dãy bóng người áo trắng trong tay đồng loạt nắm trường kiếm sắc bén không sai biệt lắm dưới phản xạ ánh mặt trời hàn quang lạnh lẽo quanh quẩn trong trang viên làm cho người ta toàn thân phát lạnh các ngươi hai người chỉ huy ở bên trong trang viên người vân lam tông để ta đối phó hải ba đông nhìn phi nhã nói một tiếng chợt bàn chân điểm xuống mặt đất thân hình liền phóng lên trời mà ngay sau đó mễ đặc nhĩ đằng sơn thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng sau đó phần đông tộc nhân thực lực rất mạnh của mễ đặc nhĩ đều theo sát bay lên cuối cùng xuất hiện tại bên ngoài trang viên, cùng đại đội Vân Lam Tông hình thành đối lập nhau. Thân thể trôi nổi giữa không trung, Hải Ba Đông hai vai nhách lên, một đôi đấu khí băng rực bắt đầu từ sau lưng dài ra, hai cánh chấn động đem thân hình ổn định tại trên bầu trời, hai mắt xuất hiện tia băng hàn lạnh lẽo nhìn đại đội Vân Lam Tông, như cơn thủy triều màu trắng. Đấu khí cường hãn từ trong cơ thể phát ra, mà theo đấu khí bắt đầu hiện lên, một cỗ khí thế hào hùng quanh quẩn trên không trung, áp bức khác thường bao phủ phạm vi trăm mét, vì thế lực của hải ba đông cấp bậc đấu hoàng một khi phóng thích ra khí thế không chỉ có làm cho đại đội vân lam tông xuất hiện một trận xôn xao nhưng ngay cả những người ở chung quanh vây xem trên những tòa nhà cao ngất cũng phát ra một hồi than sợ hãi làm đấu hoàng cường giả tại bên trong gia mã đế quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay hải ba đông danh vọng trong ba năm này cũng lại lần nữa khôi phục lại danh vọng đỉnh cấp năm đó hải ba đông không cần dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại bằng lực lượng của ngươi còn muốn ngăn cản cơn sóng giữa này sao nếu thật sự thức thời, nhanh chóng do ra tản đảng tiêu ra. Ngay khi khí thế mênh mông của hải ba đông, bắt đầu hình thành thì hai đạo thanh âm giống to lên, đột nhiên từ trong thành hét dựng lên, chợt hai cổ khí thế đủ để cùng với người trước so sánh nhau, cũng là đột nhiên hiện lên. Dưới hai cổ khí thế xuất hiện trong chốc lát, một trận tiếng xe gió cũng theo đó mà lên, sau cùng tại vô số lùng ánh mắt soi mói, hai đạo lưu quang xẹt qua từ cuối chân trời cuối cùng xuất hiện, tại trên không trung bên ngoài mễ đặc nhĩ, gia tộc. Xuất hiện hai người đều có bộ dáng già khụ, một thân áo bào trắng hoa văn đám mây biểu hiện ra thân phận của bọn họ, mà hai cổ khí thế cường hãn kia rõ ràng cũng là do hai người này phát ra. Đột nhiên xuất hiện hai vị Vân Lam Tông trưởng lão, cũng là đưa tới tất cả ánh mắt mọi người ở trong thành chăm chú nhìn, đặc biệt nhận thấy được từ trong cơ thể hai người mơ hồ phát ra cảm giác áp bức, làm không ít người trong tâm đều nảy lên một chút hoảng sợ, hai người này thế nhưng đều là đấu hoàng cường giả. Vân Lam Tông từ khi nào lại xuất hiện hai gã đấu hoàng vậy? Ánh mắt Hải Ba Đông tại trên người khi hai gã xuất hiện liền gắt gao quẳng nén qua, đặc biệt ngay khi tầm mắt quét đến trên khuôn mặt hai người, thì trong lòng nhất thời kinh hãi, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong không trung mang theo một chút khó có thể tin được, "Vân Đốc, Vân Sát, các ngươi tiến vào đấu hoàng rồi sao?" "Hắc, hắc, chỉ có ngươi trở thành đấu hoàng thôi sao, chẳng lẽ người khác cũng không được à?" Nghe được lời nói của Hải Ba Đông, gã lão giả kêu là Vân Sát cười lạnh một tiếng, nói: địch lão, hai lão này ba năm trước hãy còn là tứ tinh đấu vương mà thôi, làm sao có thể tại trong ba năm ngắn ngủi liền đột phá tới đấu hoàng. Nhất thời một thân ảnh thoáng hiện lên bên cạnh hải ba đông, hiện thân ra chính là mễ đặc nhĩ đằng sơn, giờ phút này hắn, cũng có vẻ mặt không thể tin được nhìn hai người ở xa xa trên không trung. Hải ba đông sắc mặt âm trầm, mắt hơi mở ra, ánh mắt tại trên hai người vân đốc, vân sát lướt qua, một lát sau cũng lắc lắc đầu, nói, hai tên gia hỏa này hơi thở có điểm không đúng mặc dù khí thế nhìn như đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc, nhưng khí tức lại xa xa không bằng đấu hoàng cường giả, như vậy, đương nhiên hẳn là Vân Sơn kia đã sử dụng cái quỷ dị bí pháp gì đó, làm cho thực lực bọn hộ tăng lên mạnh mẽ. Vậy, hiện giờ tại nên làm như thế nào cho phải đây? Mễ đặc Nhĩ Đằng Sơn có chút sốt ruột nói, cho dù Vân Đốc, Vân Sát kia cũng không phải chân chính là đấu hoàng cường giả, mà phân ra một người bám trụ Hải Ba Đông, hẳn là không phải việc khó khăn gì, mà một người còn lại, bằng vào thực lực của hắn rõ ràng rất khó ngăn cản hà huống chi bên kia còn có vân lam tông đệ tử một khi phát động công kích chỉ dựa vào cường giả ít ỏi này sợ là không ngăn cản được bao lâu còn có thể như thế nào nữa loại tình thế này chẳng lẽ còn có thể đầu hàng hay sao hải ba đông nhíu mày lạnh nhạt khiển trách một tiếng trượt trầm giọng nói ta sẽ nhanh chóng đem một người trong bọn hắn đánh chết sau đó đến giúp người chém giết một người khác chỉ cần đem hai tên đầu lĩnh này giết chết những thứ vân lam tông đệ tử khác cũng không đủ gây nguy hiểm gì mễ đặc nhĩ đằng sơn cười khổ một tiếng hiện giờ chi kế cũng chỉ có như vậy mà thôi bất quá cho dù hôm nay chiến bại nhưng dưới nhiều người chăm chú nhìn thế này mặc dù coi như chiến bại trong vinh quang hải ba đông ta hỏi lại một tiếng nữa đến tột cùng là có giao người này ra hay không vân sát ánh mắt âm hàn liếc nhìn hai người hải ba đông đang trôi nổi trên không trang viên quát một tiếng vân làm tông mấy năm nay làm việc quả thực mất hết mặt mũi của một đại tông chủ vân sơn lão tạp mau kia chẳng lẽ sẽ không sợ liệt tổ liệt tông sống lại tìm đến hắn tính sổ sao? Hải Ba Đông cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói. Nghe vậy, Vân Sát cùng Vân Đốc sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, dưới vô số lùng ánh mắt soi mói, hai người chậm rãi giơ tay lên, ngay lập tức đột nhiên hạ xuống, mà lúc dưới bàn tay hạ xuống trong tích tắc, kèm tiếng quát tháo tràn ngập sát ý lạnh lẽo tại trên không trung vang vọng lên, Vân Lam Tông chúng đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy mễ đặc nhĩ gia tộc. Theo tiếng quát của hai người vừa dứt, kiếm khí lạnh lẽo đột nhiên từ giữa cơn thủy triều mãnh liệt tuôn ra, đem cả bầu trời trên tòa thành thị đều bao phủ. Chương 674, huyết chiến. Suy, suy. Vân Đốc hạ xuống, ở phía dưới Vân Lam Tông, đệ tử đã đem Mễ đặc Nhĩ gia tộc vây chật như nêm cối, đệ tử Vân Lam Tông nhất thời giống như mãnh hổ hạ sơn, mang theo kiếm khí sắc bén, ùn ùn kéo đến đối trang viên khổng lồ kia xung phong liều chết, trong khoảnh khắc bùng nổ lên thanh âm sát phạt, làm sắc mặt vô số người vây ở đằng xa trở nên trắng giết. Đệ tử Vân Lam Tông như thủy triều dũng mãnh lao tới Mễ đặc Nhĩ gia tộc, một đạo tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, chợt, chỉ nghe cả trang viên trong nháy mắt thanh âm ngưng trệ, nháy mắt sau, vô số tiếng không khí xé rách, hóa thành mưa tên, tuôn ra dữ dội như sóng triều màu trắng bao phủ tất cả. Mưa tên đem thế công Vân Lam Tông thoáng ngăn trở một chút, bất quá ngay sau đó, vô số đầu khí sáng người dâng lên, thì âm thanh của mưa tên tạo ra liền giảm bớt rất nhiều, sóng triều màu trắng kia sắp tiếp cận đến trang viên. Cắn Bất quá, ngay lúc thế công Vân Lam Tông cách trang viên trăm mét thì đột ngột, lại lần nữa tiếng dây cung trầm thấp dị thường vang lên. Sau đó, từng đạo vật thể màu đỏ đột nhiên từ trong trang viên bạo xuất. Màu đỏ mưa tên này cùng mưa tên lúc trước có khác biệt thật lớn, tiếng vang của mưa tên này xẹt qua không khí có thể phân biệt. Hơn nữa, mưa tên này bắn trúng đệ tử Vân Lam Tông, thì đấu khí bao quanh thân thể họ rõ ràng không có tạo thành nhiều trở ngại. Đối với mưa tên, thậm chí bởi vì lực lượng quá lớn nên tên bắn thủng thân thể một người, thì còn dư lực có thể đem phía sau người cũng xuyên thủng lực sát thương kinh khủng như vậy đám người xa xa nhìn xem khắp cả người phát lạnh huyết sắc tiễn cuồng xạ bay ra tại trên bầu trời lưu lại dấu vết nhàn nhạt mà mỗi một lần tiễn bay vụt đều làm cho không ít đệ tử vân lam tông vô lực ngã rơi xuống đất xem ra mễ đặc nhĩ gia tộc có thể nằm trong tam đại gia tộc đứng đầu của đế quốc quả nhiên thực lực dễ để người khác khinh thường cho dù là lấy thực lực vân lam tông muốn tiêu diệt mễ đặc nhĩ gia tộc mà không mất mát cũng là việc không thể thấy phía dưới đã triển khai thế công hung ác mấy người trên bầu trời vẫn chưa vì vậy mà phân tâm vân đốc cùng vân sát kia đình trệ chỉ chốc lát sau hai người lại đồng thời nhích người sau đó dữ dội lướt tới hải ba đông nhìn thấy hai người đều hướng về phía hải ba đông mễ đặc nhĩ đằng sơn nhất thời quát lạnh nói hai cái lão vương bắt đản các ngươi quên ra rồi sao hắc hắc đằng sơn nào dám quên ngươi đối phó ngươi không cần vân đốc vân sát hai vị trưởng lão ra tay hãy để bọn họ an tâm giải quyết hải ba đông đi ngay tại lúc thanh âm mễ đặc nhĩ đằng sơn vừa mới hạ xuống thì đột nhiên hai đạo thân ảnh từ phía dưới vân lam tông kia bay vút đến trôi nổi tại địa phương không xa đằng sơn vân phù vân húc không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người này đằng sơn trong lòng nhất thời trầm xuống hai người này cũng là trưởng lão vân lam tông mặc dù thực lực không mạnh mẽ bằng hai người vân đốc nhưng cũng là cường giả đấu vương cấp bậc xem ra vân lam tông đối phó Mễ đặc nhĩ gia tộc quả nhiên là đã xuất toàn lực a tông chủ đối với Mễ đặc nhĩ gia tộc các ngươi muốn chịu đựng tới cực hạn nên cũng đừng trách chúng ta ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc hai người tựa hồ thấy được suy nghĩ của đằng sơn bởi vậy trong giọng nói cũng có một chút không biết làm sao đằng sơn mặt âm trầm ánh mắt hướng hải ba đông vân đốc cùng vân sát đã muốn tiếp cận hải ba đông trong cơ thể hai người này có vẻ cường hãn khí thế nhưng thực lực cách một khoảng cách cũng làm cho hai người hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể có chút không suôn sẻ, đấu hoàng cường giả, quả nhiên hơn xa đấu vương. Ngươi cẩn thận, hai người bọn họ, để ta đối phó, ngươi cố giữ bản thân là được. Trong lòng đằng sơn vì hải ba đông mà lo lắng, thì thanh âm trầm thấp của hải ba đông cũng đã chuyển tới. Nghe vậy, đằng sơn cũng có chút an tâm, ánh mắt chuyển hướng trước mặt đối thủ, đấu khí liền từ trong cơ thể bùng phát ra, cổ khí thế kia, mặc dù không bằng hải ba đông, nhưng cũng không thể khinh thường. Đắc tội, cảm nhận được hải ba đông bên kia đã muốn bùng nổ lên năng lượng dao động hai người vân phủ cũng không dám tiếp tục chậm trễ quát một tiếng chợt hai cánh sau lưng rung lên liền hóa thành bóng đen bắn mạnh tới đằng sơn ánh mắt âm trầm nhìn hai người đằng sơn trong lòng cũng nảy lên một cỗ hào khí rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua ngửa mặt lên trời cười to nói hảo hôm nay mễ đặc nhĩ gia tộc ta khó thoát khỏi đại nạn cũng phải cấp cho vân lam tông ngươi một ít thương tổn tiếng cười hạ xuống hai cánh sau lưng đằng sơn đấu vừa động tại vô số luồng ánh mắt soi mói không sợ hãi chút nào đối với hai người vân phù thẳng tắp va chạm ngay lập tức âm thanh năng lượng nổ mạnh như sấm sét tại gia mã thành vang vọng lên toàn bộ đế đô vào giờ khắc này đem mọi ánh mắt tập trung ở tại trận quyết chiến này trận chiến này sẽ quyết định sinh tử của mễ đặc nhĩ gia tộc lúc mễ đặc nhĩ gia tộc cùng vân lam tông triển khai sinh tử chém giết thì ở địa phương không xa đó cũng xuất hiện vài bóng đen kỳ bí trong trung tâm hoàng thành tại một chỗ trên cao tầm nhìn đủ có thể trông thấy toàn cảnh vài đạo nhân ảnh im lặng đứng thẳng ánh mắt nhìn chỗ xa xa đang bùng nổ đại chiến kinh thiên đứng phía trước là một lão giả thân mặc ma bào khuôn mặt có nếp nhăn tràn ngập dãy ruộ bồi hồi cùng do dự thái ra ra chúng ta thật sự không ra tay sao phía sau ma bào lão giả một nữ tử mặc cẩm bào máu tím mặt mơ hồ chứa đựng một chút uy nghiêm nhìn đại chiến rốt cục nhịn không được nói ra nhìn trang phục cao quý của nàng xem ra địa vị nàng cực kỳ không thấp ai yêu dạ, ngươi cũng biết Vân Lam Tông hiện giờ thực lực cường hãn như thế nào, nếu chọc giận Vân Sơn lão tạp mau kia. Ma bảo lão giả thở dài một tiếng, nói, yêu dạ, vị này rõ ràng là người tại năm đó cùng tiêu viêm, từng có vài lần duyên phận là hoàng thất đại công chúa yêu dạ. Mà thái gia gia, ngài cũng biết, Vân Lam Tông mấy năm nay cử động bao hàm dã tâm, chúng ta nếu liên hợp luyện dược sư công hội cho đến tam đại gia tộc, có lẽ còn có thể cùng bọn họ chống lại. Mà nếu ngồi xem bọn họ lần lượt bị Vân Lam Tông tiêu diệt, ngày sau, hoàng thất ta chỉ sợ cũng có kết cục như vậy. Lúc này, nàng đã bắt đầu từng bước trưởng quản toàn bộ đế quốc, cũng nhíu mày, có chút lo âu nói. Quay mắt về phía yêu dạ, gia lão cũng trầm tự, hắn rõ ràng, lấy thực lực lão tạp mau kia, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không khó, mà một khi hắn bỏ mình, như vậy hoàng thất sẽ mất đi thủ hộ, tới đó chỉ sợ sẽ đối mặt nguy nan lớn hơn nữa, bởi vậy, cho dù là gặp phải thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn khó có thể quyết định. Ai, nhìn lại đi, trầm tự thật lâu sau gia lão khẽ thở dài một hơi phất phất tay sắc mặt âm tỉnh bất định nhìn trên bầu trời xa xa bùng nổ năng lượng nhìn thấy gia lão còn có vẻ không quả quyết như vậy trong mắt yêu dạ đang sáng ngời cũng hiện lên một chút không biết làm sao cùng thất vọng ánh mắt nhìn thấy mễ đặc nhĩ gia tộc nơi đó chỉ phải ở trong lòng cầu nguyện hy vọng mễ đặc nhĩ gia tộc có thể sáng tạo kỳ tích luyện dược sư công hội một chỗ trên lầu thân mặc luyện dược sư bảo phục ánh mắt lão giả nhìn địa phương có năng lượng bùng nổ nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh của hắn bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm pháp mã hội trưởng phía sau một vị lão giả cũng mặc luyện dược sư áo bào nhịn không được mở miệng nói pháp mã năm đó cùng tiêu viêm từng có một ít quan hệ ba năm sau vẫn như cũ trưởng quản lý luyện dược sư công hội trước đợi chút đi pháp mã khẽ lắc đầu thanh âm khàn khàn nói ai nghe được lời này lão giả phía sau cũng đành phải khẽ thở dài một tiếng Nạp Lan gia tộc, một nhóm người tại trên tầng cao nhất nhìn chiến đấu bùng nổ, sắc mặt đều âm tình bất định, ở vị trí đầu não, tự nhiên là Nạp Lan Kiệt. Phụ thân, việc này. Phía sau Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan túc vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Đẳng. Nạp Lan Kiệt căng thẳng, sau một lúc lâu, mới vừa rồi phun ra một chữ. Đối với Vân Lam Tông kia, hắn đồng dạng không dám châm trọng. Tuy nói Nạp Lan yên nhiên cũng là người Vân Lam Tông, nhưng hôm nay không chỉ có vân vận bị giam lỏng mà yên nhiên cũng tiến nhập cái gọi là sinh tử môn trong ba năm một chút tin tức cũng không có sống hay chết ngay cả hắn cũng không biết ai hy vọng ngày sau vân lam tông có thể nể chút tình với yên nhiên mà buông tha nạp lan gia ta nạp lan kiệt cười khổ một tiếng ở trong lòng âm thầm nói bất quá tới khi đó chỉ sợ tôn nghiêm nạp lan gia gia tộc cũng như rắc rưởi mộc gia là một trong tam đại gia tộc đồng dạng cũng do dự bất quá cuối cùng vẫn là không ai dám hỗ trợ bởi vì bọn họ biết trong Vân Lam Tông vẫn còn có một gã đủ để hủy diệt cả gia tộc, một đấu tông cường giả, Vân Sơn. Loại này, bọn họ chỉ có đem hy vọng xuất hiện kỳ tích. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể dùng khí thế này để thắng lợi. Ngay tại lúc tình thế Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Vân Lam Tông, sống mái với nhau càng ngày càng gay cấn thì ở ngoài trăm dặm ra mã thành, hơn 10 đầu ma thú phi hành thật lớn từ phía chân trời lướt qua. Một cỗ lực lượng làm cho toàn bộ gia mã đế quốc lâm vào chấn động sắp đến tới. Chương 675, đã tìm đến đế đô keng, đao kiếm nhuộm máu tươi va chạm, bộc phát ra một trận hoa lửa, chợt bóng người thoáng hiện, lưỡi đao sắc bén xẹt qua thân thể mang theo tiếng vang trầm thấp, những tiếng vang làm dựng tóc gáy tràn ngập ở trang viên. Trải qua mấy lần xung phong liều chết, đệ tử Vân Lam Tông cũng đã trải qua ba lần phản kích của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, mà khi bọn hắn bắt đầu vọt vào ngoại viện trang viên, thì lực lượng chân chính của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lúc này bạo phát đứng lên. Tuy nói một năm nay Vân Lam Tông tuyển nhận đệ tử trên quy mô lớn, bất quá, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên khó có thể dạy dỗ bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà mễ đặc nhĩ gia tộc thì bất đồng, gia tộc hộ vệ, phần lớn đều được tỉ mỉ huấn luyện rất nhiều năm trở thành tinh nhuệ, bởi vậy, khi chiến đấu bùng nổ, cho dù nhân số không chiếm ưu thế mà Vân Lam Tông, lại cuồng mãnh xung phong liều chết, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ở phía ngoài trang viên mà tranh đoạt, khó có thể vọt vào trong trang viên. Giờ phút này này trang viên của mễ đặc nhĩ gia tộc phòng thủ xâm nghiêm, kiên cố vô cùng, dù là Vân Lam Tông này, khí thế hung bạo tới đâu cũng chỉ có thể bị chặn ở ngoài. Trang viên bên ngoài đã hoàn toàn biến thành máy xay thịt, đao qua kiếm lại, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, máu tươi đỏ sẫm chung quanh văng ra, đem tường viện cao ngất kia nhuộm đỏ, mùi huyết tinh chậm rãi lan tràn, cuối cùng khuếch tán tới cả tòa thành thị. Tại phiến chiến trường này, bên ngoài vô số người vây xem, cũng vì âm thanh thảm thiết trong chiến đấu lâm vào yên tĩnh, nhìn người nơi kia cơ hồ giống như lúa mạch không ngừng ngã trong vũng máu mà thế công như sóng chiều lại như cũ chưa từng có nửa điểm tạm dừng. Trong trang viên, người mễ đặc nhĩ ra tộc mặt hung hãn không ngừng trào ra, cuối cùng ánh mắt đỏ ngầu, cùng thế công như sóng chiều của Vân Lam Tông hung hăng chạm nhau. Vào giờ khắc này, bọn họ làm người bằng quan, hầu hết có thể rõ ràng cảm giác, mạng người lúc này như cỏ rác, bang. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm năng lượng nổ mạnh, ánh mắt cả thành nhìn lại, mặc dù nhìn thấy đằng sơn kia bị hai người vân phủ đẩy lui. Xem tình hình như vậy, tựa hồ lấy thực lực đằng sơn thực ứng phó hai gã đấu vương cường giả rất khó khăn. Hai cánh sau lưng vỗ lên, đằng sơn đem thân hình ổn định, xóa đi một tia máu trên khóe miệng, và chạm lúc trước làm hắn cũng bị một chút vết thương nhẹ. Đằng sơn, không cần tiếp tục cố gắng, mặc dù luận thực lực một người, cả hai người ta không bằng ngươi, bất quá nếu là liên thủ, ngươi chỉ có đường thua. Hai người vân phủ cũng chậm rãi bình ổn phía dưới, trầm giọng quát. Đối với tiếng quát đó, đằng sơn cũng không để ý tới, quay đầu đi, ánh mắt hướng đến vòng chiến của Hải Ba Đông. Giờ phút này bên đó, tình hình chiến đấu so với bên này càng thêm kịch liệt, thân ảnh ở cuối chân trời thoáng hiện, ngẫu nhiên tiếp xúc thì sẽ bộc phát ra dao động năng lượng kinh thiên. Người bình thường mặc dù khó có thể thấy rõ tình huống cuộc chiến kia, nhưng Đằng Sơn lại thấy được rõ ràng, giờ phút này ba người, mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, mà lại như cũ khó có thể phân ra thắng bại. Tuy nói hai người vân đốc, vân sát này so với đấu hoàng thật là không bị kịp, nhưng dù sao hai người liên thủ, Uy lực tự nhiên nhân lên, hơn nữa hai người cũng không phải lần đầu hợp tác, trong lúc ra tay phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí dù thực lực một người thua xa Hải, Ba Đông, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì cục diện cân bằng. Lúc này ba người Hải, Ba Đông, chiến đấu rõ ràng đã tiến nhập gay cấn, ngoại giới bất kỳ động tĩnh cũng làm cho bọn họ phân tâm, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có thân ảnh thoáng hiện của đối phương. Không nghĩ tới Vân Đốc, Vân sát này đã mạnh mẽ đủ để cùng Hải lão tương chiến mà không bại. Nhìn cuộc chiến khó phân thắng bại, Đằng Sơn trong lòng cũng thoáng trầm xuống, xem tình huống này, chỉ sợ Hải lão muốn đem hai vị kia đánh bại cần không ít thời gian, mà tình huống của mình cũng không thật là khéo, nếu một khi vô ý bị thua, hai người Vân phủ sợ rằng cũng phải gia nhập chiến cuộc kia, mà đến lúc đó cục diện có lẽ phải nghiêng về một bên. Nhất định phải bám trụ hai người này, cấp đủ thời gian cho Hải lão. Cắn chặt răng, thừa dịp Song Phương hơi thở chưa ổn định, ánh mắt Đằng Sơn nhìn về phía dưới trang viên kia giờ phút này phía dưới, bên ngoài trang viên, đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đầy. Đệ tử Vân Lam Tông cùng hộ vệ của gia tộc tiến hành tranh đoạt thảm thiết, tuy nói mễ đặc nhĩ hộ vệ thực lực so với đệ tử bình thường của Vân Lam Tông này, mạnh hơn một ít. Bất quá Vân Lam Tông đông người, ùn ùn kéo đến giống như hồng thủy, liều mạng đánh sâu vào phòng tuyến của gia tộc, mà dưới sự liều mạng của họ, ngoại viện trang viên đã có hơn một nửa đình trệ. Tình huống hơi có chút không ổn, nhưng trong trang có đám người nhã phi chỉ huy, bởi vậy còn không đến mức nguy hiểm, cái phòng tuyến che kín khổng lồ trang viên này, mà muốn đem phá hủy, sợ Vân Lam Tông cũng phải trả giá tổn thất không nhỏ. Ngay cả tổ tông gia nghiệp đều đánh mất, may mắn sống sót, còn có thể diện gì? Đem ánh mắt từ trên mặt đất thu hồi, đằng sơn hướng về phía hai người vân phù cười nhạt nói. Nghe vậy, hai người vân phù lại lần nữa lắc lắc đầu, chợt cũng không hề cho đằng sơn nghỉ ngơi, sau lưng hai cánh rung lên, liền tại trên bầu trời vẽ lên hai đạo đường cong, một tả một hữu, lại lần nữa đánh về phía đằng sơn, ba người lại lần nữa giao thủ, trên bầu trời năng lượng nổ vang, càng phát ra vang dội, mà ở tiếng sấm vang xuống. Trong thành vô số người đều hết hồn, sợ đột nhiên có đạo đấu khí từ thiên không hạ xuống, đem bản thân nổ tung. Chiến đấu, tiếp tục bùng nổ. Theo thời gian trôi qua, trên thiên không ra mã thành thanh âm sát phạt, cũng dần dần có chút ít yếu bớt, hiển nhiên, trận này chân chính đổ máu, đối với song phương tiêu hao đều cực kỳ khổng lồ mễ đặc nhĩ gia tộc kia cực kỳ ương ngạnh phản kháng, xác thật làm cho Vân Lam Tông trả giá lớn. Thế công như thủy triều của Vân Lam Tông cũng làm cho mễ đặc nhĩ, gia tộc bắt đầu xuất hiện hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh xấu xuất hiện ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, trang viên bên ngoài đã muốn hoàn toàn bị Vân Lam Tông chiếm cứ, mặc dù muốn đánh chiếm nội viện, vẫn như cũ cực kỳ gian nan, nhưng mễ đặc nhĩ gia tộc bị hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, tại phía dưới mễ đặc nhĩ, gia tộc đang cực lực ngoan thủ thì trên bầu trời xuất hiện biến cố, cũng làm cho tất cả người mễ đặc nhĩ gia tộc rong lòng trầm xuống. Rắc rắc, trên bầu trời, một chỗ chiến trường, trải qua một phen kịch liệt, đằng sơn vẫn như cũ không thể như mong muốn đem hai người vân phủ ngăn trở. Ngược lại bởi vì nhất thời phân tâm, bị hai người bắt được cơ hội, phát động một đòn nghiêm trọng, công kích lần này của hai ngu oi vân phủ, đằng sơn tiếp thu toàn bộ, sắc mặt nhất thời. Tái nhợt, chợt một búng máu vụ nhịn không được phun ra, thân hình cũng cấp tốc rơi xuống, sắp rơi xuống đất, mới được một gã tay mắt lanh lẹ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tung người tiếp được. Đại trưởng lão, Đằng Sơn bị thua, trong trang viên đưa tới từng trận kinh hô, nếu không có Nhã Phi đúng lúc ra mặt áp chế, chỉ sợ sẽ tan tác khủng hoảng. Đánh bại Đằng Sơn, hai người Vân phủ không có chút dừng lại, mặc dù trong đấu khí trong cơ thể tiêu hao khá lớn, bất quá giờ phút này, đã muốn không còn thời gian để bọn họ điều thức tĩnh dưỡng, bởi vậy nhìn thấy Đằng Sơn rơi xuống đất hơn nữa mất đi sức chiến đấu, hai người lập tức nhích người cuối cùng tại trong tiếng kinh của cả thành xông ào vào vòng chiến của hải ba đông tất cả mọi người biết hai gã đấu hoàng hai gã đấu vương bốn người liên thủ cho dù lấy thực lực của hải ba đông cũng quyết không có khả năng ngăn cản bị thua là chuyện sớm hay muộn bọn họ dự liệu không sai ngay tại khi hai người vân phù gia nhập vòng không lâu sau hải ba đông nhanh chóng đi vào hạ phong cực kỳ nguy hiểm mà trông thấy tình huống như vậy bên trong đế đô một số người sắc mặt đều triệt để âm trầm xuống bọn họ chờ mong kỳ tích, cuối cùng cũng không có phát sinh. Trên tháp cao, gia lão mắt chăm chú nhìn chằm chằm tình hình trên bầu trời kia đã nghiêng về một bên, trong tay áo bàn tay khô héo phát ra tiếng vang, bất quá nháy mắt sau, nhớ tới cái tên gia hỏa khủng bố kia của Vân Lam Tông, gia lão toàn thân nhất thời mềm nhũn ra, gương mặt lúc này suy già đi rất nhiều. Đối với cái tên tạp mao kia, hắn thật sự không có nắm chắc nửa phần chiến thắng, nếu hôm nay ra tay trợ giúp Hải Ba Đông, chỉ sợ ngày mai, Vân Lam Tông sẽ bắt đầu khai đạo đối với Hoàng Thất phía sau gia lão từ hát cầm bào yêu dạ mắt phượng cũng nhìn trên bầu trời hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng trong nội tâm nàng biết hải ba đông một khi bị thua như vậy mễ đặc nhĩ gia tộc hôm nay liền triệt để mất đi sức chống cự tam đại gia tộc đứng đầu đế quốc chắc phải bị xóa tên một khi mễ đặc nhĩ gia tộc bị giết vân lam tông dáng vẻ bệ vệ trong vòng đế quốc còn có ai dám ra mặt cùng với nó chống lại hải ba đông phải thua đột nhiên gia lão cay đắng chậm rãi nói ánh mắt dần dần nhắm lại, ngày sau, gia mã đế quốc, đều thuộc về Vân Lam Tông. Lúc già lão nói chuyện, xa xôi trên bầu trời, bốn đạo thân ảnh chồng chất, dung hợp cùng một chỗ tạo ra năng lượng ngập trời. Cho dù lấy thực lực của hải ba đông, chống lại cũng tuyệt đối là bị trọng thương. Hơn nữa, nếu cổ khí thế kia triệt để tập trung vào hải ba đông, bốn người này hợp lực một kích, hắn đã sẽ không thể đào thoát được. Giờ khắc này, ánh mắt toàn thành, đều hội tụ tại trên bầu trời kia, thậm chí cả trang viên tranh đoạt lúc này đều đình trệ tại đây đình trệ chốc lát một ít người có thể mơ hồ thấy trên khuôn mặt hải ba đông chứa đựng một chút tuyệt vọng nhìn trên bầu trời yêu dạ cả người lạnh lẽo mễ đặc nhĩ gia tộc hôm nay xem như triệt để xong rồi mà sau đó chỉ sợ liền nên đến phiên bọn họ cả thành yên tĩnh không tiếng động trên bầu trời kia bốn người một kích toàn lực đem chọn tòa thành thị bao phủ vào cổ áp lực kia làm cho lỗ chân lông người khác có rút nhanh bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm ngay tại lúc vô số người tinh thần thất thần đột nhiên có một đạo thanh khiếu, từ xa tới gần quay cuồng mà đến, tiếng kêu mới bắt đầu cực kỳ mơ hồ, đứt quãng như không tồn tại, nhưng mà ngay lập tức liền ầm ầm tới, cuối cùng như lôi đình, ầm 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 ở cả trong thành thị phát vang lên, mà ở tiếng kêu lôi đình này, quyền thế bốn người vân đốc kia, trong khoảnh khắc sụp đổ, tháp cao phía trên, nguyên bản hai mắt ra lão tuyệt vọng nhắm lại, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tràn ngập khó tin nhìn chỗ tiếng kêu truyền đến, nơi đó một cỗ hơi thở cho dù là ngay cả hắn cũng cảm thấy một chút áp bách, như gió bay điện chớp xẹt qua không gian mà đến. Hơn nữa, làm cho trong lòng hắn đột nhiên bốc lên, cổ khí tức này, lại có một cỗ khí tức quen thuộc. Sợ run trong nháy mắt, đồng tử gia lão đột nhiên trợn to, thân thể già nua bởi vì kích động mà dùng sức run rẩy lên. Khí này tức, là hắn. Cái tên kia, cái tên kia thật sự đã trở lại. Chương 676, đòi nợ. Thanh khiếu sấm sét đột ngột xuất hiện, Tự nhiên không chỉ có Gia lão phát hiện, cùng lúc đó, trong vòng mấy địa phương tại đế quốc, vài vị có thực lực không kém, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về hướng âm thanh truyền đến, bất quá ngoại trừ luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã gia, những người còn lại đều không có cảm giác nhạy cảm này, tự nhiên khó có thể nhận ra thân phận người này, nhưng dù vậy, bên trong tiếng gầm hỗn loạn của đấu khí bàng bạc kia, cũng làm cho sắc mặt bọn họ đại biến, thực lực như vậy, cho dù là hoàng thành gia hình thiên lão yêu quái cũng không kịp a, à. gia mã đế quốc này, khi nào lại có cường giả như vậy? Có nghi vấn này, không chỉ có mấy người bọn họ, thậm chí ngay cả toàn bộ người đế đô, đều mặt kinh ngạc, hiển nhiên, không ai biết, khi nào ra mã đế quốc lại xuất hiện một gã cường giả thực lực như vậy. Thanh khiếu như sấm, cuồn cuộn tới, ngay tại lúc trong lòng mọi người hiện lên kinh ngạc thì một đạo tia chớp màu bạc, ở ngoài đột nhiên dữ dội lướt tới đế đô, cái tia chớp màu bạc này tốc độ nhanh khủng bố, thậm chí là ngay cả vài tên đấu vương cường giả, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thiên không trượt lóe rồi biến mất ngân mang, chợt trong lòng thất kinh. Ngân mang xẹt qua không gian, ngắn ngủn trong nháy mắt, bắt đầu từ xa xôi ngoài thành chiếu vào trong thành, cuối cùng quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh bị bao bọc trong hỏa diễm xanh biếc, giống như quỷ mị hiện ra tại thiên không trong vòng chiến. Mà địa phương này rõ ràng là trước mặt hải ba đông trên, bầu trời kia thấy được bóng người trong hỏa diễm xanh biếc hiện ra, ánh mắt cả thành mới vừa rồi đem nó phát hiện, chợt từng đạo thanh âm kinh nghi bất định vang lên, xem tình huống này, tựa hồ vừa rồi thanh khiếu sấm sét kia, là do vị thần bí này phát ra mà nhìn chỗ đứng, hình như là tiến đến chợ giúp Hải Ba Đông, mặc dù nói dài, nhưng kỳ thật, từ khi thanh khiếu vang lên đến khi bóng người trong hỏa diễm hiện ra tại, trước mặt Hải Ba Đông, cũng chỉ ngắn ngủn 2, 3 giây, hơn nữa bởi vì người kia tốc độ khủng khiếp, khi hắn hiện ra tại trước mặt Hải Ba Đông, thì hợp lực hung hãn một quyền của bốn người vân đốc, mới vừa rồi xen lẫn theo chấn động không gian, hung hăng tới. Hỏa diễm xanh biếc xuất hiện, cũng làm cho Hải Ba Đông vẻ mặt kinh ngạc, giật giật thân mình, cũng phát hiện bốn người vân đốc, hắn ngẩn ra liền hiểu được, đây là do thần bí nhân trước mặt gây nên. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không kịp hỏi lai lịch đối phương, chỉ phải quát to, bằng hữu, cẩn thận công kích của bọn hắn. Đối với hải ba đồng hét lớn, bóng người chưa quay đầu lại, chỉ tùy ý phất phất tay. Việc vân lam tông, người cũng dám trông nom Muốn chết, đột nhiên xuất hiện bóng người xanh biếc hỏa diễm, đồng dạng cũng làm cho đám người vân đốc sửng sốt. Bất quá ngay sau đó phát hiện mục đích đối phương, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, quát lạnh lên, một quyền hợp lực của bốn người, nhất thời thanh thế tăng vọt, kình phong sắc bén vang vọng, làm màng tay một số người đau đớn. Tập hợp hai gã đấu hoàng. Hai gã đấu vương một kích toàn lực, như vậy uy thế, chỉ sợ mặc dù là gia hình thiên cũng chỉ có thể tạm lánh xa, nhưng mà vị thân bí nhân kia, thân hình cũng dừng lại thiên không, không chút sức mẻ, xem bộ dáng này, tựa hồ là muốn đón đỡ công kích của bốn người. Mà nhìn thấy hắn cử động như vậy, phía dưới nhất thời vang lên từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên xuất hiện tên gia hỏa này không khỏi làm ngạc nhiên lớn phải biết rằng đối thủ của hắn cũng không phải là cường giả bình thường a à, đây chính là hai gã hàng thật giá thật đấu hoàng cùng đấu vương ngay cả băng hoàng hải ba đông đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh không chỉ người bình thường phía dưới cho dù là hải ba đông thậm chí đế đô cường giả nhìn thấy thần bí nhân cử động như vậy cũng là sắc mặt khẽ biến lúc trước người này thể hiện ra tốc độ khủng bố thì né tránh công kích toàn lực của bốn người không khó, nhưng lại còn lựa chọn đón đỡ. Làm như vậy, nếu không phải là tuyệt đối tin tưởng thực lực của mình, thì là người ngu. Có thể có người mạnh mẽ như thế, hay là người ngu sao? Đáp án rất rõ ràng, sẽ không. Tại đế đô, vô số luồng ánh mắt soi mói, một kích toàn lực sắc bén của bốn người vân đốc đánh tơi, đem hơn 10 thước không khí xung quanh đều đánh văng ra, tại vùng trời thời điểm này hình thành một không gian chân không mà đạo quyền khủng bố kia chính là lấy mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ dữ dội lướt tới thần bí nhân quyền mang lướt qua phía chân trời không khí chung quanh biến mất làm cho này mảnh không gian nhìn qua cực độ vạn vẹo quyền kinh khủng kia sắp đến gần người thì kia thần bí nhân rốt cục có phản ứng bàn tay chậm rãi dò xét ra cuối cùng cánh tay cốt cách đột nhiên run lên một cổ lực lượng kinh khủng trong thời gian cực ngắn nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng một tiếng quát trầm thấp vang lên đột nhiên bùng nổ bát cực băng nắm tay bị ngọn lửa bao bọc cũng không lộ vẻ hoa lệ nhưng khoảnh khắc đó ở nắm tay xuất động không gian cũng giống như bị uốn cong nổi lên từng trận gợn sóng bang hai đấm va vào nhau trước vô số đạo ánh mắt có rút đột nhiên đụng nhau một chút yên lặng một đạo tiếng nổi như sấm sét đột nhiên vang vọng trên thiên không chợt một cỗ kình phong gợn sóng cũng giống như gợn sóng hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét đi hai đấm tại vô số lùng ánh mắt va nhau thân hình thần bí nhau một trận lay động sau đó hướng lui về sau mấy bước mới tan mất kình lực còn đối với bốn người vân đốc trong ánh mắt kinh hãi của cả thành thân thể giống như bao cát bị đánh bay bay ngược lại vài chục trượng thân hình chật vật mới ổn định một chút trên hai tay áo nhất thời nổ tung lộ ra cánh tay trụi lủi hiển nhiên lúc này đây bốn người vân đốc không chỉ có được chút thượng phong thậm chí dưới một quyền của thần bí nhân kia chật vật tan tác giờ khắc này cả thành lặng ngắt như tờ mặc kệ là chiến hòa tràn ngập mễ đặc nhĩ gia tộc trang viên Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn trên bầu trời, một màn vừa rồi làm cho bọn họ có loại cảm giác như mộng ảo. Bằng vào lực lượng bản thân, đánh tan hai gã đấu hoàng, hai gã đấu vương liên thủ công kích, thực lực như vậy, cả gia mã đế quốc chỉ sợ chỉ có Vân Sơn mới có thể so bì, mà thần bí nhân này rất rõ ràng cũng không phải Vân Sơn, như vậy, vị này toàn thân bao bọc tại trong hỏa diễm, lại là cao nhân phương nào? Lúc này, vô số người vận động lên ra sức suy nghĩ để đoán thân phận vị thần bí nhân này đáng tiếc vẫn như cũ không có kết quả gì hải ba đông vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng người cách đó không xa mặc dù hắn có thể đoán được người này thực lực không kém mà lại như cũ không nghĩ tới hắn không chỉ có có thể chống đỡ bốn người vân đốc liên thủ công kích lại có thừa lực đem tay áo bốn người đánh rách tả tơi thực lực như vậy quả nhiên là khủng bố yên tĩnh tại cả tòa thành kéo dài một lát rốt cục thì bị thanh âm của vân đốc không có một kiêng kỵ phá vỡ đi các hạ đến tột cùng là người nào mời hãy xưng tên ra bốn người vân đốc liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều chứa đựng một chút hoảng sợ, trải qua tia chớp lúc trước, bọn họ có thể mơ hồ đoán ra, trước mặt thần bí nhân này, thực lực tuyệt đối so với hoàng thành cái lão yêu quái gia hình thiên, kia cao hơn kinh khủng. Cho dù là gia mã đế quốc khi nào lại xuất hiện một gã cường giả như vậy, bọn họ Vân Lam Tông dĩ nhiên là không biết chút nào. Ha ha, ba năm không thấy, không nghĩ tới Vân Lam Tông vẫn am hiểu một chuyện. Vẫn là lấy nhiều khi ít, trên bầu trời thần bí nhân rốt cục phát ra một đạo thanh âm tiếng cười tiếng cười từ thần bí nhân truyền ra vô số người đều ngẩn ra nghe thanh âm này bọn họ có thể khẳng định vị thần bí nhân này tuổi cũng không rất lớn người bình thường đối với cái đạo tiếng cười này có lẽ chỉ có thể kinh ngạc người này sao lại còn trẻ song khi tiếng cười kia rơi tại phía dưới trong trang viên cũng làm cho bọn họ thân thể đột nhiên cứng ngắc miệng hơi hơi mở rộng chậm rãi quay đầu liếc nhau một cái một lát sau, đều từ trong mắt nhìn thấy một chuyện khó tin được. Hải Ba Đông thân là một lão nhân, tự nhiên đã cùng thanh âm kia không có cảm giác đặc thù gì, chẳng qua cũng mơ hồ cảm giác được một mùi vị quen thuộc, mà nhíu mày, cũng là không ra chút đáp án. Vị bằng hữu kia, đừng tưởng rằng bốn người chúng ta không làm gì được ngươi, muốn tùy ý làm bậy, tại gia mã đế quốc còn không có người dám khiêu khích Vân Lam tông ta. Nghe được trong thanh âm của thần bí nhân chào phúng ý vị, Vân Đốc sắc mặt cũng trở nên âm trầm rất nhiều, lạnh lùng nói, nếu có bổn sự, liền hiện ra chân thân, dấu đầu lộ đuôi, lén lút cũng không phải là cao nhân gây nên. Nghe được vân đốc quát lạnh, thần bí nhân lại lần nữa phát ra một tiếng cười khẽ, chợt mọi người liền nhận thấy được, thân thể xanh biếc hỏa diễm kia đang chậm rãi tiêu tán. Nhìn một màn này, vừa mới vang lên bàn luận xôn xao, lại lần nữa quỷ dị trở nên an tĩnh lại, từng đạo ánh mắt, chớp cũng không chớp nhìn trên bầu trời, đối với cái thần bí cường giả này, tất cả mọi người đều có lòng hiếu kỳ rất lớn. Đương nhiên, có ý niệm như vậy không chỉ là người bình thường. Tại trong trang viên mễ đặc nhĩ gia tộc song phương đang chiến đấu kịch liệt, luyện dược sư công hội, nạp lan gia, mộc gia. Những chỗ này cũng chừng mắt gắt cao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Tại vô số luồng ánh mắt như vậy soi mói, ngọn lửa trên thân thể kia cũng dần dần tiêu tán. Mà trong đó đạo thân ảnh gầy cũng chậm rãi ra hiện tại tầm mắt mọi người. Trong trang viên mễ đặc nhĩ gia tộc, nhã phi nhìn bóng lưng có vài phần quen thuộc, bàn tay mềm đã muốn nhịn không được che miệng, trong mắt sáng, bởi vì kích động, sương mù lan tràn. Thật là hắn. Hắn đã trở lại. Suy. Theo một đạo tiếng vang rất nhỏ, hỏa diễm rốt cục đều tiêu tán. Trên bầu trời, thanh niên mặc hắc bào, sau lưng hỏa rực xanh biếc, trôi nổi phía chân trời. Ha ha, ba năm. Vân Lam Tông, tiêu ra, tiêu viêm trở về đòi nợ đây. Hắc bào thanh niên trôi nổi phía chân trời, cười khẽ, chậm rãi quanh quẩn phía chân trời, làm cho biểu hiện trên mặt của mọi người trong thành thị hoàn toàn động lại. Chương 677, kỳ nhân chi đạo còn trị một thân thân. Thanh âm cười khẽ không ngừng quanh quẩn khắp ngõ ngách tại đế đô. Lại giống như một loại ma chú làm cho thân thể mọi người đột nhiên cứng ngắc, giống như bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích. Tiêu Viêm, tên tuổi này thoáng có chút xa lạ, lúc ban đầu nghe thấy thì mọi người trong thành phần lớn đều có vẻ mặt mờ mịt, 3 năm thời gian đủ để phai nhạt rất nhiều đồ vật này nọ. Đương nhiên loại phai nhạt này chỉ cần có một lời dẫn nho nhỏ là, có thể lại lần nữa làm cho nó quay trở về trong đầu mọi người, mà hiện giờ thanh âm cười khẽ ngay tại đây, kéo dài vẻ mờ mịt ở trên khuôn mặt mọi người một lúc sau, đột nhiên có từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu viêm, hắn là cái tên gia hỏa mà ba năm trước đây đem Vân Lam Tông biến thành náo nhiệt long trời lỡ đất hay sao? Không phải nói hắn đã chết lúc bị Vân Lam Tông đuổi giết rồi sao? Nói hưu nói vượn, hắn chỉ bị Vân Lam Tông đuổi giết chạy ra khỏi gia mã đế quốc mà thôi. Bất quá không nghĩ tới lúc này mới qua được 3 năm thời gian ngắn ngủi. Hắn thế nhưng đã mạnh mẽ tới mức này sao, thật sự là đáng sợ a. À? Tiêu gia hình như bị Vân Lam Tông hủy ra diệt tộc rồi kia mà. Hắc hắc, cho nên ngươi không nghe thấy lời của hắn nói sao chứ. Hắn sẽ trở lại đòi nợ máu đó, Vân Lam Tông, chật chật. Xem ra lúc này đây chuẩn bị phải trả một chút ít nợ máu đây. Gã tiêu viêm này, 3 năm trước có thể đem Vân Lam Tông khiến cho Long trời lỡ đất, hơn nữa lại đem đại trưởng lão đánh chết, nhìn hắn lúc này ra tay rõ ràng so với ba năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều hắc hắc vân lam tông xem ra kiêu ngạo cũng không được bao lâu a à. cả thành xôn xao tiếng bàn luận không ngừng truyền bá trong thời gian ngắn liền truyền ra khắp toàn bộ đế đô hắc bảo thanh niên trên lưng đeo trọng xích đang lơ lửng trên không trung lại lần nữa được một số người từ trong trí nhớ ở ba năm trước đây lôi ra trong hoàng thành trên đỉnh tháp gia lão nhìn lên bầu trời nhìn đạo hỏa rực xanh biếc đang lay động của thanh niên hắc bảo mặc dù lúc trước hắn từ trong hơi thở cũng đã đoán ra được thân phận của người này thế nhưng hiện giờ tiêu viêm chính thức lộ ra thân phận làm người thủ hộ hoàng thất này thở ra một hơi thật dài trượt trong hai hốc mắt quang mang chớp chớp có chút như chút đi gánh nặng cười nói không nghĩ tới a à, tên tiểu tử kia thật sự đã trở lại ha ha như vậy dã tâm của vân lam tông lần này chỉ sợ không dễ dàng thực hiện được thái ra ra đó là yêu dạ cũng chậm rãi từ từ nhìn một quyền đánh tan bốn người vân đốc ở trên bầu trời, mang theo vẻ kinh hoàng hồi lâu mới phục hồi được tinh thần, lại mơ mơ hồ hồ nghe được cái tên ấy có chút quen tai, hơi hơi cho mày liễu, nhẹ giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây, ở đại hội luyện dược sư có một người tên là Nham Kiêu không? Gia hình thiên cười nói. Trong mắt phượng quang mang lóe lên, yêu dạ rốt cuộc cũng nhớ lại cách đây ba năm, tại đế đô có một nhân vật gây phong vân, trên khuôn mặt thanh tao xẹt qua một tia kinh ngạc, hóa ra là hắn hắn không phải đã bị Vân Lam Tông đuổi giết chạy ra khỏi Gia Mã Đế Quốc rồi sao? Ha ha, Ly Khai tự nhiên còn có thể trở về mà. Gia lão cười, nói, ta, năm đó đã nói với ngươi rằng, người này nhất định không phải là cá trong ao. Chật chật, ba năm trước bất quá chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Nhưng hiện giờ nhìn hắn ra tay lăng lệ cho đến thể hiện ra tốc độ. Sợ là ngay cả ta, cũng không phải là địch thủ của hắn. Nghe vậy, yêu dạ nhất thời cả kinh, đối với thực lực của gia hình thiên, nàng tự nhiên rất hiểu biết, ở gia mã đế quốc này có thể đủ thắng qua hắn, chỉ sợ cũng là cái lão tạp mau Vân Lam Tông kia thôi. Nhưng mà Vân Sơn dù thế nào đi nữa cũng đã tu luyện nhiều năm như vậy, mà tiêu viêm này tính đâu ra đấy bất quá khoảng 20 tuổi. Một gã trên dưới 20 tuổi đã là đấu hoàng cường giả, nhớ đến điểm này cho dù lấy yêu dạ là người rất bình tĩnh, cũng trong chốc lát thất thần, người kia quả nhiên quá khủng bố, thái ra ra, ánh mắt thật chính xác, hoàn hảo năm đó chúng ta vẫn chưa cùng hắn trở mặt. Vỗ vỗ nhè nhẹ khuôn mặt có chút đầy đặn, hơi có chút may mắn yêu dạ nói: "Ai, thật ra năm đó ta thật sự cho rằng tên tiểu tử kia ngày sau có chút bất phàm, nhưng lại chưa từng đoán được mới có ba năm ngắn ngủi hắn có thể đạt tới trình độ này." Gia lão nhìn mà thở dài một tiếng, chợt khuôn mặt hiện lên một chút vui sướng khi người gặp họa, nói: "Lúc này không gì tốt hơn nha, Vân Lam tông tiêu diệt tiêu gia đã cùng Tiêu Viêm trở thành một cái sinh tử chi cừu. Ở gia mã đế quốc này có nhiều cường giả mạnh mẽ như Tiêu Viêm vậy" hắc hắc, ta đối với Vân Sơn kia không cần quá mức kiêng kỵ. Yêu dạ, nhớ rõ, sau sự việc hôm nay hay cũng tiêu viêm tiếp xúc nhiều hơn, ít nhất cũng làm cho hắn đối hoàng thất ta có hảo cảm hơn mới được, già lão suy nghĩ một chút đột nhiên nói. Nhìn trên bầu trời, hai cánh hỏa rực xanh biếc của hắc bào thanh niên đang chấn động, yêu dạ trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Người này, thật sự xem như kỳ tài ngút trời. Ta đề nghị lập tức điều động quân đội áo chế thế công vân Lam Tông, tuy rằng lúc này mới ra tay không tính thêm than sửa ấm trong những ngày tuyết lạnh nhưng so với hết thảy mọi việc sau khi bình ổn sợ là cho dù có lấy lòng đi nữa hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé yêu dạ đôi lông mi thon dài nhẹ nhàng nhướng lên thanh âm êm ái cũng là biểu hiện ra tâm kế không phải bình thường có thể bồi dưỡng trở thành một nữ hoàng gia mã đế quốc trong tương lai nàng tự nhiên là có được tâm trí mà thường dân không thể so sánh nghe vậy gia hình thiên trần chờ một chút liền thật mạnh gật gật đầu Hắn biết, ngay tại lúc này đây nếu cứ tiếp tục không thật sự quả quyết, cũng có chút ngu xuẩn. Hiện giờ ra mã đế quốc có Tiêu Viêm cùng với các cường giả khác, cho dù đến lúc đó thực cùng Vân Sơn đánh chiến cũng có một ít phần thắng. Nhìn thấy gia hình thiên gật đầu, yêu dạ nhất thời vui vẻ, chợt cũng không nói nhảm, xoay người bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, luyện dược sư công hội, pháp ma nhổ ra một bịch nước miếng thật dài do bị đè nén tại trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắc bò thanh niên đang trôi nổi trên bầu trời ở xa xa trên khuôn mặt giả nua lộ ra một chút tươi cười hắn cũng biết tiêu viêm đột nhiên trở về sẽ hoàn toàn đánh vỡ cục diện sưng bá của vân lam tông tại gia mã đế quốc người kia quả nhiên không phải là người nói suông vân sơn ơi ngươi năm đó tùy ý để cho hắn đào tẩu chỉ sợ cả đời này của ngươi đối chuyện này sẽ hối hận không thôi mộc gia mộc gia gia chủ mộc thần ngay khi chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên bầu trời quay đầu nhìn một đám thành viên hạch tâm của mộc gia nhịn không được đắc ý cười to nói, các ngươi, đúng là bọn người có tầm nhầm hạn hẹp, đối với tên gia hỏa này năm đó ta đã nói là bí mật giúp đỡ tiêu viêm, nhưng các ngươi lại ra sức khuyên. Bảo ta không nên, hiện giờ một cái tát này tự vả vào mặt mình đi cho thật sảng khoái đi, ha ha. Nhìn thấy mộc thần đắc ý cười to, tộc nhân hạch tâm của mộc gia cũng đành cười khổ gật gật đầu, trong tâm một trận rên gì không biết phải làm sao, ai có thể nghĩ rằng, cái tên gia hỏa năm đó bị đuổi giết giống như chó nhà có tang, Thế nhưng thật có thể tại trong 3 năm ngắn ngủi liền đạt tới thực lực như vậy, đủ để chân chính khiêu chiến Vân Lam Tông. Nạp Lan gia tộc, hoàn cảnh lại trái ngược so với mấy địa phương vui sướng khác, ở nơi này bầu không khí có vẻ vô cùng cứng ngắc cùng nặng nề, mà bầu không khí nặng nề là do từng đạo cười khẽ của Tiêu Viêm truyền đến, thân thể hoàn toàn cứng lại do từ bên trong cơ thể Nạp Lan Kiệt phát ra. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc giống như thây ma của Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc cũng cay đắng nhìn mà thở dài một tiếng vị cường giả năm đó đang ở trên bầu trời kia giờ đủ, để nghịch chuyển cục diện toàn bộ gia mã, đế quốc thiếu chút nữa trở thành con rể của gia tộc bọn họ. Phụ thân, sau một lúc lâu, nạp lan túc rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Ôi, một tiếng thở dài mang theo ý niệm cay đắng chậm rãi từ, trong miệng nạp lan kiệt nhả ra, hắn tinh thần xa sút phất vất, vất tay nói. Mặc dù không biết tiêu viêm hiện giờ còn có thể hay không để ý tới chúng ta, nhưng để suy nghĩ cho gia tộc, người vẫn là hết sức cố gắng cùng hắn tiếp xúc một chút đi phụ thân, đều là do năm đó tính tình của yên nhiên đại tiểu thư, bằng không, nhìn nạp lan kiệt bộ dáng thối chí, nạp lan túc nhịn không được nói. Cũng không toàn bộ do nàng ta, năm đó tiêu viêm giúp ta trừ độc, sau cùng hắn bị Vân Lam Tông đuổi giết, ta lại bởi vì e sợ Vân Lam Tông, Thủy Trung vẫn không xuất thủ tương trợ. Việc này, lấy tính tình tiêu viêm chỉ sợ sẽ không quên, cho nên việc này cũng có trách nhiệm của ta ai ôi. Nạp Lan kiệt lộ vẻ sầu thảm cười, tự diễu nói, không nghĩ tới, sau khi lão phu già cả thế nhưng mắt lại mù, tâm lại hồ đồ đến mức này rồi sao? Nạp Lan túc im lặng, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Nạp Lan kiệt trong tâm rất là hối hận, nhưng mà trên thế giới này cũng không có tiền để mua sự hối hận. Trên không trung, thanh niên hắc bảo lưng đeo trọng xích chậm rãi xoay người lại nhìn cách đó không xa, đó là một vẻ mặt trợn mắt há mồn của Hải Ba Đông, mỉm mỉm cười hướng về phía hắn chậm rãi vẫy vẫy. Hải lão, mấy năm nay đa tạ lão gia ngài chăm sóc cho tiêu gia ta tiêu viêm. Hải Ba Đông lẩm bẩm lầm thầm một tiếng, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần, nhìn nhìn khuôn mặt vị thanh niên trẻ tuổi có hơi chút quen quen, sau cùng vẻ mừng rỡ như điên dần dần sinh ra trên khuôn mặt, "Ngươi, tên tiểu tử thúi này từ cõi chết trở về đây à?" Nhìn thấy vẻ mặt Hải lão hưng phấn không thôi, Tiêu Viêm cũng cười cười, nhưng mà còn chưa kịp đàm thoại nhỏ to, đột nhiên một tiếng quát truyền tới mang theo vẻ khó tin được, "Tiêu Viêm, làm sao có thể? Ngươi vẫn chưa chết sao?" Trước tiên đem bọn rùi bọ này đuổi đi cái đã, lại cùng hải lão nhỏ to đảm đạo a à nhìn hải lão mỉm cười tiêu viêm quay đầu sang nhìn vẻ mặt không thể tin được của bốn người vân đốc cách đó không xa khẽ cười nói chưa chính tay đâm chết lão cẩu vân sơn kia ta như thế nào chết đi được năm đó ta đã nói rồi ta tiêu viêm sẽ còn quay trở lại vân đốc sắc mặt biến đổi một hồi đột nhiên xuất hiện tiêu viêm xem như hoàn toàn phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của bọn hắn tên kia vẫn cùng năm đó đồng dạng là một thân một mình chống lại thế lực to lớn của vân lam tông cho dù có trở về đi nữa cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Tiểu tử cuồng vọng, muốn đối phó với ngươi còn không cần tông chủ ta ra tay. Chúng ta đây sớm đã đề phòng sẽ có những tên ra hỏa đuôi mù tìm đến phiền toái. Ngẩng đầu lên, Vân Đốc đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt rất nhanh từ trong nạp giới lấy ra một đoạn ống đồng phát tín hiệu, dùng sức xé ra, đột nhiên một đạo sáng khói lửa chói mắt dữ dội phóng lên cuối chân trời, sau cùng tại trên thiên không khoét tán nổ tung, lúc yên hỏa nổ tung không lâu, Đột nhiên mấy đạo thanh âm kêu to ở bên ngoài đế đô vang vọng lại đây, chợt năm đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua không gian, một lát sau hiện ra tại nơi này, mà theo năm đạo thân ảnh hiện thân, trong nội thành nhất thời phát ra từng trận từng trận tiếng kinh hô, chỉ thấy năm đạo đấu khí hóa cánh xinh đẹp chính là năm người, cư nhiên toàn bộ đều là cường giả cấp bậc đấu vương, xem ra, để không có bất kỳ trở ngại nào tiêu diệt Mễ Đạc Nhĩ gia tộc, Vân Lam tông thật không tiếc đại giới a, bảy tên đấu vương, hai gã đấu hoàng, đội hình kinh khủng như vậy lại lần nữa làm cho cả thành vang lên từng thanh âm hít thở không thông. Vân Lam Tông này thế lực quả nhiên cực kỳ khủng bố, cho dù hôm nay tiêu viêm có cường thế trở về cũng khó khăn chiếm được thế thượng phong. Lại ý vào nhiều người nữa sao? Quả nhiên bản tính không thay đổi được, chó lại hoàn ăn phân A nhìn chín đạo thân ảnh trôi nổi trên bầu trời. Tiêu viêm ngẩn ra, sau chợt có chút hăng hái cười nói. Tiêu viêm, cẩn thận một chút, việc này không qua loa được đây nhé. Hải ba đông nhanh chóng thoáng hiện ra bên cạnh tiêu viêm, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tiêu viêm gật đầu cười, chợt khẽ nâng ánh mắt, nhìn vân đốc đối diện, đột nhiên cười nói, năm đó ta từng nếm qua thiệt thòi, người cho rằng ta không hề chuẩn bị lại ăn lần thứ hai sao. Dứt lời, tiêu viêm đột nhiên bàn tay vỗ nhẹ, theo tiếng vỗ tay vang lên cũng đúng lúc này tiếng gió thổi quét hiện lên. Bạn đang đọc truyện tại www Chuyện phun nhìn thấy cử động của tiêu viêm, đám người vân đốc nhất thời sửng sốt. Nháy mắt sau, đột nhiên có một ít tiếng xe gió từ phía sau vang lên tiếng thanh âm xe gió vang lên, ánh mắt của cả thành cũng di rộng, sau cùng từng đạo ánh mắt như dại ra, nhìn từ phía chân trời ở bên ngoài đế đô, nhanh chóng bay vút đến mười mấy đạo thân ảnh, sau lưng từng thân ảnh đấu khí hóa cánh xinh đẹp rực rỡ cùng cực kỳ chói mắt. Kế tiếp, cho chúng nện cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông đi ha. Dưới tiếng cười trêu tức của Tiêu Viêm, sắc mặt Vân Đốc cùng đám người trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chương 678, đài khai sát giới. Lưu quang xẹt qua phía chân trời, sau một lát, chợt hiện tại trên bầu trời đế đô. Mười mấy đạo thân ảnh chấn động sau lưng là đấu khí hai cánh, cuối cùng dưới ánh mắt soi mói của cả thành, vẫn ung dung đem đám người vân đốc vây quanh, trên mặt, cũng chứa đựng một chút trêu tức. Mà khi mười mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, cả thành lại lần nữa yên tĩnh, vô số người đều trợn mắt há mồm nhìn nơi này, đột ngột xuất hiện một quân đoàn đấu vương, hơn 10 người đấu vương cường giả. Đội hình này làm rất nhiều người âm thầm khẽ hút một hơi lương khí, chợt đầu có chút cảm thấy mê muội, toàn bộ gia mã đế quốc, thì đấu vương cường giả cộng lại chỉ sợ nhiều lắm là mấy chục người mà thôi, như thế mà hôm nay, bọn họ lại thấy đủ, đám người vân đốc sắc mặt cũng trở nên trắng bệch đi, trong hai mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó tin, tới hiện tại, bọn họ mới chính thức cảm thấy sợ hãi, hiện giờ tiêu viêm đã đích xác có thực lực khủng bố đủ lay động vân lam tông. Tiêu viêm những người này đều là người của ngươi. Hải ba đông đồng dạng cũng bị lực lượng khổng lồ đột nhiên này làm hoảng sợ, lập tức vội vàng hỏi. Nguồn chuyện, tiêu viêm mỉm cười, gật gật đầu, Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu, hải ba đông lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt trong lòng này lên một trận vui sướng, dùng sức vỗ vỗ bả vai tiêu viêm, cười nói, hảo tiểu tử, quả nhiên không như trước đây là tiểu tử lỗ mãng kia, cũng đã hiểu được chiêu binh mãi mã. Tiêu viêm cười nhẹ một tiếng, ánh mắt vừa nhấp, nhìn đám người vân đốc phía đối diện, trong mắt có một chút hàn ý hiện lên, ha ha, hai gã đấu hoàng, bảy tên đấu vương, rất tốt không nghĩ tới mới vừa về đến, vân lam tông liền dâng lễ lớn như vậy, một khi đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí nhận lấy. Nghe được trong giọng nói Tiêu Viêm hiện ra âm hàn sát ít, sắc mặt mấy người Vân Đốc lại càng khó coi, xem tình huống như vậy, hôm nay đích thật là giữ nhiều lành ít, mặc dù đều nói Vân Lam Sơn cùng Đế Quốc trong gang tấc, nhưng thực sự phải nói lại, như lấy tốc độ của bọn họ, phải đuổi tới Vân Lam Sơn cũng cần phải ít nhất nửa giờ, mà những thời giờ này, đủ để làm cho đoàn người triệt để bị tiêu diệt. Ha <laughs> ha, Tiêu Viêm, bọn người kia gọi là Vân Lam tông sao? Quả nhiên bút tích bất phàm a, vừa ra tay liền là bảy tên đấu vương, hai gã đấu hoàng, đội hình như vậy, cho dù đặt ở Hắc Sắc vực, coi như là một đám lực lượng cực kỳ không kém a. Cách đó không xa, Lâm Diễm ánh mắt có chút hăng hái nhìn thoáng qua đám người vân đốc, hướng về phía Tiêu Viêm cười sang sảng nói: "Tiêu Viêm cười cười, chợt bàn tay vẫy nhẹ, lời nói đơn giản, cũng chứa đựng âm lãnh sát ý. Một tên cũng không để lại." "Dạ." Nghe được Tiêu Viêm dứt lời, đám người Lâm Diễm cũng trọng trọng gật đầu chợt từng đạo đấu khí hùng hồn không kém đấu vương cường giả, từ trong cơ thể bùng phát ra, cuối cùng hai cánh rung lên, thân hình vẽ trên khoảng không, hóa thành từng đạo bóng đen mơ hồ, xen lẫn theo kình phong bén nhọn, lập tức xung phong liều chết đối với cường giả Vân Lam Tông. Tiêu Viêm, muốn đem chúng ta một ngụm nuốt vào, chỉ sợ không dễ. Nhìn thấy Tiêu Viêm phất tay lạnh lùng, Vân Đốc trong lòng cũng một trận mãnh liệt, chợt trong mắt nảy lên giận dữ điên cuồng hét. Vân Lam Tông chúng đệ tử, hợp lại đánh một trận tử chiến dù chết tới người cuối cùng, cũng đem mễ đặc nhĩ gia tộc kia hao tổn thành phế vật cho. Ta, nghe được vân đốc giống giận, đệ tử vân lam tông phía dưới bởi vì động tĩnh trên bầu trời động tĩnh mà đình chỉ, nhất thời nhất tề phát ra từng đạo tiếng quát, chợt lại lần nữa huy động vũ khí, như thủy triều đánh vào sâu mễ đặc nhĩ gia tộc, mà thế công vân lam tông điên cuồng như vậy, từng đạo phòng tuyến của trang viên, cũng cấp tốc bị xé nứt. Hải lão, hai gã đấu hoàng kia, giao cho người đối phó, còn đấu vương, liền giao cho bọn họ đi nhìn thấy phòng tuyến phía dưới lung lay sắp đổ. Tiêu viêm nhíu mày, nghiêng đầu đối thấp giọng nói với Hải Ba Đông, lần này xuất hiện, chỉ có lâm diễm và một ít đấu vương cường giả mà thôi. Về phần Mỹ đỗ toa cho đến âm cốt lão đấu hoàng cho đến cường giả khác, tiêu viêm vẫn chưa cho bọn họ ngay tại lúc này xuất hiện, làm việc, đều cần phải lưu trữ một thực lực, mới vừa về, đến lập tức đem tất cả con bài chưa lật bại lộ tại trong mắt Vân Lam Tông. Loại việc ngu xuẩn này tiêu viêm tự nhiên sẽ không lâm vào. Ừm, không thành vấn đề, nghe vậy hải ba đông không chút do dự gật đầu một cái biết tình huống khẩn cấp hắn cũng không nhiều lời nói nhảm sau lưng băng rực rung lên liền thoáng hiện ra cuối cùng cũng vọt vào hỗn loạn chiến trường đem vân đốc vân sát hai vị đấu hoàng cường giả chặn lại thấy thế tiêu viêm sau lưng hỏa rực xanh biếc cũng hơi động một chút thân hình đối với trang viên phía dưới dữ dội lướt tới tộc trưởng vân lam tông sắp đánh vào trong viện chúng ta không giữ được tại trên bầu trời lâm vào đại chiến thì tiếng quát vang lên cũng không ngừng ở một mảnh hỗn loạn trong trang viên truyền ra ngoài mọi người ổn định không cần cùng nhóm hắn giao chiến chính diện người bắn nỏ tiếp tục chuẩn bị phá khí tiễn trong trang viên nhìn phòng tuyến kia nhanh chóng tan tác nhã phi cũng vội vàng quát quay mắt về phía biển người vân lam tông kia tộc trưởng phá khí tiễn đã không còn đến trăm tiễn nghe được nhã phi chỉ huy một gã hộ vệ vội vàng nói toàn bộ dùng hết cho ta nhã phi lông mi dựng thẳng một tiếng quát mắng nhưng mà tiếng quát vừa mới hạ xuống liền tại một đạo bóng đen từ phía trên thoáng hiện xuống đột nhiên ngừng lại bóng đen rơi xuống đất gánh vác lấy trọng xích hắc bào thanh niên hướng về phía nhã phi mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng rực rỡ nhã phi ba năm không thấy càng ngày càng đẹp có chút thất thần thanh niên trước mặt so với ba năm trước đây khuôn mặt đã thành thục giờ khắc này chung quanh không ngừng chuyển đến tiếng quát khẩn cấp cũng tiêu thất đi nhã phi mũi ngọc dần dần nảy lên một chút chua sót đôi mắt cũng có một chút hồng nhuận giọng nói hơi có chút khàn khàn lại vô cùng êm tai từ trong môi đỏ phun ra ngươi tiểu tử thúi này còn biết trở về a à. ba năm này vì tiêu ra vất vả cho ngươi nhìn trong mắt nhã phi chứa đựng một chút sương mù tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng hắn biết mấy năm nay nhã phi lưng đeo áp lực chính là cực kỳ không nhỏ nếu không phải có hải lão duy trì chỉ sợ nàng cũng khó mà kiên trì vốn trong lòng nhã phi mơ hồ chứa đựng một ít ủy khuất tại câu chứa đựng một chút xin lỗi cũng nháy mắt tan thành mây khói nhoẻn miệng cười quyến rũ khuynh thành Đúng rồi, mau đến xem đại ca ngươi." Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Nhã Phi vội vàng tránh ra, mà ở phía sau, một nam tử đầu tóc dài, mỉm cười ngồi trên bánh xe trên mặt ghế, hai mắt hờ hững bình tĩnh đối với mọi việc xảy ra lúc trước, thế nhưng lúc này lại hiên ra nhu hòa cùng kích, động tràn ngập. "Đại ca." Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ánh mắt vội vàng chuyển hướng kia bởi vì tóc quá dài, che hết nửa khuôn mặt nam tử. "Tiểu Viêm rốt cục thì đã trở lại a. À, ha ha, hảo tiểu tử, cuối cùng không cho đại ca thất vọng." nhìn tiêu viêm so với ba năm trước đây có vẻ càng thêm thành thục tiêu đỉnh khóe miệng hiện lên một chút vui mừng nhẹ giọng nói bước nhanh đi tới tiêu đỉnh tiêu viêm trên khuôn mặt này lên một trận mừng như điên song khi ánh mắt quét đến xe lăn thì đồng tử nhất thời co rụt lại thanh âm cũng nhanh chóng âm hàn đại ca chân của người ha ha, không có việc gì chân chúng độc hoàn toàn tê liệt mà thôi hoàn hảo may mắn đầu óc không có việc gì tiêu đỉnh cười nhạt nói nhìn tiêu đỉnh cười nhạt tiêu viêm cắn chặt miệng hắn có thể tưởng tượng, mấy năm nay, đại ca để bảo hộ người tiêu ra còn sót lại gian khổ ra sao? Đại ca, mấy năm nay, khổ ngươi rồi. Chậm rãi quỳ ở bên cạnh tiêu đỉnh, tiêu viêm hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn rốt cục đè nén không được tình cảm trong lòng. Bàn tay to lớn thô giáp chậm rãi vuốt ve đầu tiêu viêm, tiêu đỉnh mỉm cười, thanh âm ôn hòa chậm rãi nói, tam đệ, khổ không chỉ là ta, ba năm này, tiểu gia hỏa ngư ơ chẳng lẽ không chịu khổ rất nhiều sao? Tiêu viêm tay áo dùng sức chùi ánh mắt, ngẩng đầu cười nói, hoàn hảo, bất quá về sau, đại ca liền sẽ không khổ. Ha ha, ta cũng hy vọng vậy, tốt lắm, xú tiểu tử đang trước công chúng, không được khóc suốt ngớt như vậy. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là thời điểm ôn chuyện. Tiêu đỉnh vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười mắng. Tiêu Viêm gật đầu cười, đứng dậy, lại lần nữa quay đầu, bên cạnh là đôi mắt hiện hồng của nhã phi, nhẹ giọng nói, nhã phi, cảm ơn ngươi, bên ngoài Vân Lam Tông, liền giao cho ta đi. Dứt lời, cũng không đợi nhã phi đáp lời thân hình chợt lóe, liền hiện ra giữa không trung tại trang viên. Này cẩn thận một chút, người bọn họ nhiều lắm. Nhìn thấy tiêu viêm vút lên giữa không trung, nhã phi vội vàng hàm một tiếng. Tiêu viêm gật đầu cười, chợt ánh mắt chuyển hướng bên ngoài kia, trong mắt hiện lên một đạo âm hàn tàn nhẫn, bàn tay vung lên. Một đoàn hỏa diễm xanh biếc liền nảy lên lòng bàn tay, song trưởng xả xuống, hỏa diễm xanh biếc liền hóa thành một đoàn màu xanh cùng ngọn lửa vô hình. Cong ngón búng ra, ngọn lửa màu xanh từ trong lòng bàn tay tiêu viêm, mà đoàn ngọn lửa vô hình kia cũng trong giây lát bành trướng rất nhiều. Nhã phi kêu người mễ đặc nhĩ gia tộc lui về phía sau phòng tuyến đi. Nghe được thanh âm giữa không trung truyền ra, nhã phi ngẩn ra, chợt không do dự vung tay lên, tộc nhân liền nhanh chóng lui trở về. mà theo mễ đặc nhĩ tộc nhân lui lại, thủy triều màu trắng kia nhất thời tràn vào, chợt ùn ùn kéo đến chiếm lĩnh tuyệt đại bộ phận trang viên. phốc, tại lúc đệ tử vân lam tông điên cuồng xâm chiếm trang viên thì đột nhiên có một đạo rất nhỏ thanh âm rắc rắc vang lên một gã vân lam tông đệ tử trong cơ thể đột nhiên quỷ dị tuôn ra đạo đạo hỏa diễm chợt cả người liền trong nháy mắt hóa thành một đống cho tàn bạo liệt nổ tung đột ngột xuất hiện cảnh quỷ dị tự mình hại mình làm cho tất cả mọi người ngẩn ra nhưng mà còn đang lúc mọi người ngạc nhiên thì từng đạo trầm thấp tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng vang vọng dựng lên phốc 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 vì thế tại trang viên kia trước ánh mắt mễ đặc nhĩ tộc nhân cho đến vô số ánh mắt kinh hãi của người vây xem đệ tử Vân Lam Tông bắt đầu lần lượt từng người hóa thành hỏa nhân, cuối. Cùng quỷ dị bạo liệt, từ đầu đến cuối, không ai phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, khắp thiên địa, chỉ có thân thể bạo liệt phát ra âm thanh trầm đục giờ khắc này, một cổ quỷ dị âm hàn, lượn lờ tại trong lòng vô số người. Chương 679, quét ngang. Phốc, 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 tiếng bạo liệt thân thể trầm thấp vang lên. Liên tiếp không ngừng ở trong trang viên vang vọng, mà thanh âm này cũng giống như tử thần, mỗi một lần vang lên, sẽ có một gã đệ tử Vân Lam Tông hóa thành cho tàn, không ngoài dự tính. Đệ tử Vân Lam Tông như thủy triều dũng mãng lao tới trang viên, người phía sau bởi vì tầm mắt, vì vậy đối với biến cố phía trước cũng không biết, bởi vậy liền chỉ có thể xông tới, nhưng mà, thế công này, dần dần tiến tới thì tử thần liêm đao, liền lặng yên cắt ra. Càng ngày càng nhiều đệ tử Vân Lam Tông thân thể quỷ dị tự mình hại mình, một cỗ sợ hãi rối loạn rốt cuộc triệt để lan tràn ra, vì thế, khí thế rồi đột nhiên đại dáng, cuối cùng, nhịn không được, bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Vừa mới còn như thủy triều vọt tới, sau một lát, lại lần nữa chật vật chạy trốn tứ phía, bộ dáng khủng hoảng, sợ quỷ dị tự mình hại mình, đột nhiên buông xuống đến trên người mình. Vì thế, thế công khổng lồ của Vân Lam Tông kia, bắt đầu sụp đổ, trên khuôn mặt mọi người, đều lộ vẻ không sợ hãi cùng kinh hãi, cái loại vô hình vô sắc này có thể dùng người vào tử địa, kỳ thật so với đao kiếm sắc bén, càng thêm dễ dàng ăn mòn dũng khí một người. Đệ tử Vân Lam Tông chạy trối chết ra khỏi trang viên, thì cái loại hiện tượng quỷ dị thân thể tự mình hại mình này, mới dần dần tiêu dấu, mà giờ khắc này đệ tử Vân Lam Tông cũng đã muốn tổn thất thảm trọng, lúc trước hiện tượng khủng bố tự mình, hại mình làm ít nhất một nửa nhân số biến thành cho tàn, trên đất, đệ tử Vân Lam Tông như thủy triều thối lui, trong trang viên kia, đất đều tràn đầy một loại màu xám trắng bột phấn, hơn nữa giống như lượng nhiều lắm, gió nhẹ phật, bỗng bột phấn bay múa, khắp phía chân trời, phiêu đáng sợ hãi cùng biến hóa kỳ lạ, làm người ta lông tóc dựng đứng. Toàn bộ người trong trang viên, cũng đều tại loại biến hóa kỳ lạ này làm cho yên tĩnh như chết, thậm chí không đến 10 phút thời gian, Vân Lam Tông mấy đệ tử bên kia, liền có thêm một nửa người, biến thành bột phấn cho tàn. Một màn này, mặc kệ là mễ đặc nhĩ tộc nhân hay Vân Lam Tông đệ tử, cho đến người vây xem bên ngoài khắp cả người đều phát lạnh như đang chỗ vực sâu. Một màn này, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức khủng bố. Yên Tĩnh kéo dài một lúc lâu sau, từng đạo ánh mắt rốt cục đột nhiên chuyển hướng về phía thanh niên vác trong xích giữa không trung kia, giờ khắc này, tại trong bàn tay của thanh niên đó, nếu cẩn thận xem xét, có thể mơ hồ nhìn gặp một đoàn ngọn lửa vô hình đang hừng hực thiêu đốt. Xem tình huống này, thực hiển nhiên, lúc trước hiện tượng đáng sợ tự mình hại mình kia, là xuất từ tay hắn, lui ra trang viên đệ tử Vân Lam Tông, vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn Tiêu Viêm giữa không trung bộ dáng kia giống như nhìn thấy ác ma tàn nhẫn khát máu lúc trước người này ra tay thủ đoạn tàn nhẫn đủ để làm bọn họ lưu lại trong lòng khó có thể phai đi này giống như thân ảnh ma quỷ làm cho bọn họ lòng tràn đầy sợ hãi trong trang viên mễ đặc nhĩ tộc nhân của gia tộc nhìn trên mặt đất đầy bột phấn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái liếc nhau trong mắt tràn ngập kinh hãi lúc trước kia bọn họ không có bao nhiêu lực hoàn thủ đệ tử vân lam tông mà tại vừa rồi giống như pháo trúc bùm bùm một trận loạn tưởng sau đó liền bị giết chết gần hơn một nửa giờ khắc này bọn họ mới hoàn toàn hiểu được trong mắt cường giả chân chính mạng người như cỏ rác a à, nhã phi đồng dạng bị này một màn khủng bố này làm hoảng sợ khuôn mặt quyến rũ hơi có chút trở nên trắng ngẩng đầu nhìn giữa không trung thấy hắc bò thanh niên khuôn mặt hờ hững thậm chí có một chút tàn nhẫn khẽ thở dài một tiếng tiêu viêm cửu hận đối với vân lam tông chân chính đã đến một loại hận tan xương nát thịt này tính tình tiêu viêm nhã phi biết sơ lược bình thường nói đến, cũng sẽ không làm sự tình như vậy, cho nên nói, hết thảy đều là do Vân Lam Tông gieo gió gặt bảo thôi. Ha ha, người kia, cũng đã không còn là tiểu tử nhân từ nương tay năm đó bất quá như vậy, với hắn mà nói, cũng tính là một chuyện tốt. Đối với đại khai sát giới của tiêu viêm, tiêu đỉnh lại không chút nào kháng cự, ngược lại trong lòng mơ hồ có một chút khoái ý, hắn cười một tiếng, chậm rãi nói, trong thanh âm, hơi có một chút vui mừng, cũng có được một chút không hiểu than nhẹ. Nhã Phi khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, trang viên ở ngoài cũng đột nhiên vang lên ầm 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 tiếng vó ngựa, ánh mắt vừa nhấc, liền ngạc nhiên nhìn gặp từng đạo bóng người tối đen, đột nhiên từ trong thành chen chúc tới. Một lát thời gian, lập tức đem đệ tử Vân Lam Tông ở ngoài trang viên vây chật như nêm cối. Những người này là quân đội hoàng thất. Nhã Phi kinh ngạc nhìn mấy người cưỡi ngựa, binh lính thân mặc áo giáp, cảm thấy kinh ngạc, chợt lông mày kẻ đen nhướng lên, khẽ cười nói: yêu dạ thủ đoạn thật sự không tồi lúc trước mễ đặc nhĩ gia tộc gặp đại nạn lại chưa từng xuất hiện hiện giờ tiêu viêm trở về cục diện đại chuyển liền xuất binh hỗ trợ tốc độ này cũng không chậm a tiêu đỉnh ảm đạm cười nói hiện giờ xuất binh tự nhiên là muốn lấy lòng tam đệ bất quá nàng có thể lấy lòng tự nhiên là tốt nhất mễ đặc nhĩ gia tộc có thể cùng hoàng thất có quan hệ tốt ưu đãi cũng không ít tối trọng yếu là tất cả mọi người coi vân lam tông như đại địch nhã phi gật gật đầu ánh mắt nhìn phía đoàn quân cương thiết như nước lũ kia cũng nhìn thấy nơi đó có một cái khoảng không, một con ngựa to lớn chậm rãi từ giữa đi ra, con ngựa phía trên có một nữ tử mặc tử hắc cầm bào, đầu đội mũ, nữ tử dáng người cao gầy, mắt phượng chợt hiện chứa đựng uy nghiêm, xem dung mạo này, tự nhiên hiện giờ đã dần dần điều khiển ra mã đế quốc, là nữ hoàng tương lai của hoàng thất, Yêu Dạ. Vân Lam Tông không để ý luật pháp, tại bên trong đế đô tụ chúng xâm phạm, toàn bộ mang đi. Yêu Dạ mắt phượng lạnh lùng liếc mắt một cái kia, vung tay lên, quát mắng nói: có lẽ bởi vì lúc trước bị tiêu viêm giết hại làm bề mật cũng đã có lẽ bởi vì một ít thương dài đến hai ba thước uy hiếp nên đệ tử vân lam tông lần này không có phản kháng ngược lại mệt mỏi bỏ vũ khí xuống tùy ý binh lính thô bạo đem gông xiềng áp chế trên người mình nhìn thấy đệ tử vân lam tông không phản kháng yêu dạ ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi vân lam tông bọn người kia đều có một chút thực lực nếu phản kháng đứng lên thì không thể thiếu một phen phiền toái đem vấn đề nơi này giải quyết ánh mắt yêu dạ cũng mịt mờ từ trong trang viên đảo qua, đương tầm mắt quét chúng trên mặt đất thấy bột phấn bên kia thì trong tay áo, bàn tay mềm nhất thời nắm thật chặt, lúc trước nơi này đột nhiên phát sinh trận biến hóa kỳ lạ kia. Nàng cũng nhìn thấy một ít, bởi vậy hiện tại sắc mặt cũng hơi có chút không được tự nhiên, loại lực lượng này, thật sự là quá mức cường đại. Rồi, cường giả chân chính, chẳng lẽ đều kinh khủng như vậy sao? Khó trách thái gia gia không có tuyệt đối nắm chắc phần thắng đối phó Vân Sơn, cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn, ánh mắt đặt lên, nhìn về phía hắc bò thanh niên giữa không trung, yêu dạ trên mặt lộ ra vẻ động lòng người mỉm cười, thanh âm êm ái từ trong môi đỏ truyền ra, ha ha, không biết nên gọi ngươi là nham kiêu tiên sinh hay vẫn là tiêu viêm tiên sinh. Tiêu viêm liếc mắt nữ nhân một cái thoáng có một chút quen thuộc, khẽ nhíu mày, trong thời gian ngắn vẫn chưa nhớ tới thân phận người này. Vị này chính là yêu dạ công chúa, ngươi năm đó đã gặp qua nàng. Thấy tiêu viêm nhíu mày, nhã phi mỉm cười thanh âm cũng chậm rãi chuyển đến, làm cho hắn bừng tỉnh, Nhìn Nhã Phi từ trang viên đi ra, Yêu Dạ hướng về phía nàng mỉm cười, chợt xoay người xuống ngựa, thân thiết nắm tay nàng, nói: "Nhã Phi, xin lỗi, vốn muốn sớm lại đây, bất quá điều động binh mã cần phải có thời gian thực là bất đắc dĩ." Đối với việc Yêu Dạ đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy, Nhã Phi vẫn chưa biểu hiện ra ngoài ý muốn, cười cười, trong nội tâm nàng rõ ràng, hiện giờ hoàng thất chỉ sợ là kiệt lực muốn cùng Tiêu Viêm lập hảo quan hệ, bất quá bởi vì một việc năm đó, làm cho Tiêu Viêm đối với thế lực trong đế quốc đều không nhiều hảo cảm lắm, bởi vậy trước mặt nữ nhân thông minh này, liền lựa chọn đối với mình lấy lòng rồi sau mới cùng Tiêu Viêm tiếp xúc. Hóa ra là yêu dạ công chúa nghe nhã phi nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng tùy ý cười cười, cũng tịnh chưa biểu hiện ra hứng thú quá lớn, ngẩng đầu liếc mắt đến chỗ hỗn loạn vòng chiến trên không trung kia, trong miệng thản nhiên nói, hiện tại cũng không có thời gian cùng công chúa ôn chuyện, chờ ta đem những người này giải quyết xong, lại từ từ nói chuyện đi. Đối với lời nói có chút lãnh đạm của Tiêu Viêm này, vị nữ hoàng tương lai của gia mã đế quốc cũng chưa biểu hiện ra chút bất mãn, ôn nhu gật đầu cười. Tiêu viêm sau lưng hỏa rực xanh biếc rung mạnh lên, thân hình đột nhiên dữ dội lướt tiến về hướng hỗn loạn chiến trường trên không trung kia. Chiến trường trên bầu trời vốn bởi vì nhân số, vài vị đấu vương cường giả của Vân Lam Tông đều đang ở hạ phong, chỉ có chống đỡ chứ đánh cũng không có lực hoàn thủ, bởi vậy, hiện giờ tiêu viêm gia nhập vòng chiến, cục diện nhất thời hoàn toàn nghiêng về một bên. Rắc rắc bóng đen thoáng hiện phía chân trời vẻn vẹn mấy phút thời gian liền có thêm bốn gã đấu vương cường giả bị đánh thành trọng thương từ thiên không rơi xuống phía dưới ven đường phun ra máu tươi như sương mù màu đỏ từ từ phiêu đãng mà nhìn trên bầu trời kia đấu vương cường giả của vân lam tông không ngừng tan tác cả thành một mảnh lặng ngắt như tờ hai mặt nhìn nhau ai đều có thể nhìn ra vân lam tông giờ phút này đã không có chút lực đánh trả bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm bang lại hung hăng một đấm nện vào lưng một gã đấu vương cường giả sắc có mặt kinh hãi, kinh lực mạnh mẽ làm cho hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, sau đó liền rơi xuống thiên không, không biết sống chết. Chậm rãi đem một ngụm chọc khí trong ngực phun ra, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi bắn về phía ngọn núi xa xa ở để Đô, một cỗ khí thế hung hãn, đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra, chợt quét ngang khắp phía chân trời. Mà khí thế Tiêu Viêm bùng nổ một chốc, xa xôi ở Vân Lam Sơn, Vân Sơn nhắm mắt tu luyện cho đến nữ tử mặc áo bào trắng trong cấm điện, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều tràn ngập một cỗ khiếp sợ cùng khó tin. Cổ khí tức này làm sao có thể chứ? Chương 680, Vân Lam Tông khiếp sợ. Cổ khí tức này, trong mắt Vân Sơn tràn ngập sự khó tin, lão đứng dậy lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Tiểu tử này còn sống sao? Vân Sơn tự hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lóe lên quỷ dị tiêu thất khỏi mật thất tu luyện. Lúc cảm ứng được cổ khí thế kia rõ ràng là ở phương hướng đế đô, mà hướng đó lúc này đang tập trung đội quân của Vân Lam Tông tiến công Mễ đặc Nhĩ, gia tộc. Lúc này, trong đại điện của Vân Lam Tông là một mảnh hỗn loạn, đủ loại âm thanh ầm ĩ, kinh hoàng vang lên khắp nơi. Khi thân hình Vân Sơn tiến vào đại sảnh thì bị khung cảnh này làm cho nhíu mày, lão trầm giọng quát, im lặng hết cho ta, hỗn loạn bát nháo như vậy còn ra cái thể thống gì? Thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, trong đại điện, âm thanh hỗn loạn nhất thời từ từ hạ xuống, một lát sau liền hoàn toàn yên tĩnh. Khi đại điện khôi phục yên tĩnh lại, Vân Sơn mới hừ lạnh một tiếng, tiến lên ngồi xuống vị trí chủ tọa nói, "Phát sinh chuyện gì? Có tin tức của đám người Vân Đốc không?" Nghe Vân Sơn hỏi, một vị lão giả sắc mặt trắng bệch vội vàng bước ra run giọng nói, "Bẩm tông chủ, khí tức của Vân phủ cùng bốn vị trưởng lão đã hoàn toàn biến mất, mà khí tức của mấy người Vân sát cũng trở nên cực kỳ ảm đạm vô quang, xem ra là bị trọng thương." Lời lão giả vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người kể cả Vân Sơn, da mặt đều giật giật run rẩy. Cường giả phái tới Đế Đô lần này có lẽ hơn nửa lực lượng của Vân Lam Tông, hiện giờ, những người có mặt ở đây đều tin rằng, tại gia mã Đế Quốc này ngoại trừ Vân Lam Tông bọn họ ra, thì không có một thế lực nào có thể chống chọi lại lực lượng này. Nhưng mà, hiện tại sự thật xảy ra trước mắt, cứ như một cái tát thật mạnh vỗ lên mặt bọn họ, khiến cho họ cực kỳ choáng váng. Vân Sát trưởng lão, ngươi có nhìn lầm không vậy? Lão già này cũng gọi là Vân Sát, lão đi em gia tộc cũng vậy, không biết phân biệt NTN anh em trợ giúp đi sự im lặng trong đại điện đến giờ phút này bị phá vỡ bởi một giọng hơi gượng gạo vang lên ta cũng hy vọng là vậy lão già được xưng là vân sát trưởng lão này cười khổ một tiếng bàn tay lật ra một đống ngọc bài vỡ vụn hiện ra trước mắt mọi người nhìn thấy những ngọc bài quen thuộc này những người trong lòng còn hoài nghi sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi làm sao có thể chứ đây chính là hai gã đấu hoàng bảy tên đấu vương cường giả a tại đế đô còn có thế lực nào có bản lĩnh tiêu diệt bọn họ chỉ bằng một cái mễ đặc nhĩ gia tộc sao một lão giả nhìn như thân phận không thấp sắc mặt biến ảo tức giận nói chẳng lẽ là tam đại gia tộc liên thủ với hoàng thất một người đột nhiên đưa ra ý kiến khiến không ít người khác cũng âm thầm gật đầu hiện tại xem ra cũng chỉ có suy đoán này là đáng tin nhất bọn họ dám liên thủ hướng vân lam tông chúng ta khiêu khích à vậy thỉnh tông chủ hạ lệnh đem tam đại gia tộc cùng hoàng thất triệt để hủy diệt tại gia mã đế quốc đúng vậy tông chủ loại khiêu khích này vân lam tông không thể nhẫn nhịn được nhất định phải khiến bọn chúng trả giá thật đắt. Khuôn mặt Vân Sơn âm trầm, ánh mắt lướt đám trưởng lão cùng quản sự đang phẫn nộ một chút, rồi bàn tay đột nhiên vỗ, vào mặt bàn phát ra một tiếng vang khiến mọi người giật nảy mình. Nhìn sắc mặt của Vân Sơn, mọi người không rõ chuyện gì mà lão nổi giận như vậy. Không phải là cái gì chó má tam đại gia tộc liên hợp, mà cái tên tiêu gia tiểu tạp trùng kia đã quay lại. Từ trên ghế đứng dậy, thanh âm Vân Sơn âm u vang lên. Tiêu gia. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra đầu một mảng mờ mịt một cái tiêu da nho nhỏ đang kéo dài hơi tàn làm gì có thể có năng lực đem đội quân khổng lồ của vân lam tông đánh bại nhìn thấy mọi người đều một bộ mặt mờ mịt lửa giận trong lòng vân sơn càng tăng lên lúc hắn sắp không thể nhịn được cục giận này thì đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên chẳng lẽ là cái tên tiểu tử tiêu viêm tiêu viêm một cái tên gần như đã bị quên đi tại trong nháy mắt thời gian đã được đào ra từ trí nhớ bị che vùi ba năm thời gian kia của mọi người Ba năm trước, tên thiếu niên chưa đến 20 tuổi, một mình lên Vân Lam Sơn, bằng lực lượng bản thân chống đối toàn bộ Vân Lam Tông. Tuy nói cuối cùng bị đuổi giết phải chạy ra khỏi Gia Mã Đế Quốc, cái tên thanh niên như loài ác lanh kia, cũng khiến cho nhiều người trong Vân Lam Tông hình ảnh khó thể xóa đi. Ba năm thời gian, không một chút tin tức đã khiến mọi người dần quên đi cái tên thiếu niên kia. Thế mà hôm nay đột nhiên cái tên này vang lên, một loạt sự việc ba năm trước chậm rãi hiện lên trong đầu mỗi người. Cái tên kia không phải đã chết rồi sao? khiếp sợ một lúc lâu rốt cuộc cũng có người lấp bấp kinh hãi lên tiếng ai nói cho các người biết hắn đã chết vân sơn lạnh lẽo nhìn mọi người thanh âm lạnh lung nói lúc trước ta cảm nhận được hơi thở của hắn xem ra hắn đã trở lại mà đám người vân đốc có lẽ đã gặp hắn xem như đám người vân đốc trưởng lão đụng phải tên kia thì cũng không có khả năng thương vong như vậy chứ đó chính là hai gã đấu hoàng cùng bảy tên đấu vương cường giả a cho dù gặp phải ba bốn gã đấu hoàng cường giả cũng không có khả năng bị đánh bại nhanh như vậy không lẽ tiêu viêm trong thời gian ngắn ngủi ba năm đã đột phá tới đấu tông cấp bậc một trưởng lão nhịn không được có chút hoài nghi nói lời nói khó có thể tin đến nổi ngay cả giọng điệu của hắn cũng pha chút cười nhạo hắn có lẽ chưa đột phá đến đấu tông nhưng theo cổ hơi thở kia mà xem cũng sợ ít nhất cũng là cấp bậc đấu hoàng vân sơn chậm rãi nói lời này nói ra mí mắt hắn cũng không khỏi giật giật đấu hoàng lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên là biết có bao nhiêu khó khăn để đạt được năm đó sức chiến đấu của tiêu viêm tuy mạnh mẽ nhưng thực lực chân chính nhiều lắm cũng chỉ là đại đấu sư hoặc là đấu linh mà thôi. Nhưng hiện giờ, chỉ mới 3 năm ngắn ngủi, cái tên kia lại đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Loại tốc độ tu luyện này quả là đáng sợ. Lời Vân Sơn vừa dứt, cả đại điện liền xôn xao, cho dù là vị trưởng lão mới lên tiếng vừa rồi khuôn mặt cũng ngốc trệ ra. Ngắn ngủn 3 năm, tiến vào đấu hoàng cấp bậc. Loại thiên phú tu luyện này chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố mà hình dung được thôi. Xem ra năm đó để cho tên này chạy thoát thật là một việc làm khiến người ta rất hối hận ba năm thời gian hắn có thể đạt tới đấu hoàng cấp bậc khó có thể tưởng tượng được nếu cho hắn thêm ba năm thời gian nữa thì không biết hắn sẽ đạt tới cấp độ nào nữa bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vn nghĩ đến đây cho dù lấy lão vân sơn là cường giả cấp bậc đấu tông trong lòng cũng nhịn không được mà lạnh cả người thở dài một hơi một cổ sát y khó có thể ngăn chặn đột nhiên từ trong lòng vân sơn dâng lên tiểu tạp chủng này tuyệt đối không thể lưu lại nếu không hắn sẽ là một phiền toái khó có thể giải quyết nói không chừng theo lời đám môn hạ nói vân lam tông sau này có thể hoàn toàn bị hủy diệt trong tay người này tiểu tạp chủng năm đó để người chạy thoát xem như ngươi may mắn bất quá bây giờ ngươi tự động đưa tới cửa thì đừng trách lão phu ra tay độc ác tông chủ hiện tại nên làm như thế nào cho phải có nên phái người đi giải cứu cho đám người vân đốc trưởng lão hay không trong đại điện rốt cuộc cũng có người nhớ tới đám người Vân Đốc đang đối diện với sinh tử. Vân Sơn suy nghĩ một chút, vừa định gật đầu, thì vị trưởng quản hồn bài Vân Sát trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm khàn khàn nói, ta nghĩ sợ là không cần nữa rồi, hồn bài dùng để chứa đựng khí tức để biết được sống chết của bọn họ toàn bộ đã bị nứt ra rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời hoảng sợ, đầu mọi người một trận mê muội. Đó là hai gã đấu hoàng và bảy gã đấu vương cường giả a, như vậy mà chỉ ngắn ngủn trong 4 giờ tất cả đều ngã xuống tổn thất như vậy cho dù là vân lam tông cũng là một đả kích khó có thể thừa nhận được tên khốn kiếp kia thật quá độc ác đi trong đại điện tiếng mắng chửi nhất thời vang lên không dứt mà bọn họ lúc này không hề nhớ lúc trước khi ra tay với tiêu viêm có từng nhân từ nương tay qua dưới tổn thất nghiêm trọng như thế này khuôn mặt âm trầm của vân sơn cũng thu liễm lại mặt bình tĩnh phất phất tay áp chế sự xôn xao trong đại điện xuống ánh mắt chợt lóe thanh âm hờ hững nói không cần tiếp tục phái người tới đế đô tên tiểu tạp chủng kia đã tìm tới cửa vậy thì chúng ta im lặng chờ xem sao nghe vân sơn nói mọi người lại ngẩn ra mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám phản bác mệnh lệnh của vân sơn bởi vậy tất cả lập tức đồng thanh đáp ứng phân phó xuống dưới từ bắt đầu từ bây giờ vân lam sơn ở vào thời kỳ cảnh giới cao nhất bất kỳ ai một mình vào núi giết dạ nghe được trong lời nói của vân sơn ẩn hàm âm lãnh sát ít mọi người đều phát lạnh vội vàng đáp Vân Sơn phất tay, mọi người đều nối đuôi nhau nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Sau khi mọi người rời khỏi, đại điện lại một lần nữa chìm trong yên tĩnh không một tiếng động. Khặc khặc, thế nào? Lúc trước ta đã nói với ngươi, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia tại Hắc Sắc vực làm mưa làm gió, xem ra lần này trở về sẽ gây cho Vân Lam Tông phiền toái không nhỏ. Yên tĩnh kéo dài một hồi lâu, tại một chỗ khuất trong đại điện, một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện xoay tròn trong đại điện, tiếng cười từ trong đó truyền ra. Vân Sơn ra mặt run lên, trong mắt xẹt qua một tia hung tợn rồi điềm nhiên nói, một tên tiểu tạp chủng mà thôi, xem như hắn hiện giờ có đấu hoàng thực lực, mà bổn tông muốn giết hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Chờ đến lúc ta bắt được hắn sẽ cho hắn biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn có ân oán gì, lúc này hắn trở về thì coi như đại bộ phận tiêu gia đã hồi môn, cũng đỡ phiền chúng ta phải đi hắc sắc vực tìm hắn. Hắc vụ bắt đầu chuyển động, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Theo tin tức, trong cơ thể tiêu viêm có dược tôn giả dược trần linh hồn thể. Năm đó hắn có thể bằng vào đại đấu sư thực lực đánh chết đấu vương cường giả, như vậy là cũng được linh hồn của dược trần hỗ trợ. Đợi lần tới, dược trần giao cho ta đối phó, người chỉ để ý việc bắt tiêu viêm là được. Vân Sơn chậm rãi gật đầu, khuôn mặt toát ra một chút. Giữ tợn, âm trầm nói, yên tâm, ta sẽ đem đấu khí của tiểu tạp trùng kia phế đi rồi sẽ giao cho ngươi xử trí. Hy vọng vậy đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi tốt nhất không nên khinh địch nếu không đến lúc đó kết cục chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm đó hắc vụ lại chậm rãi chuyển động một lần nữa truyền ra tiếng cười quái dị rồi chậm rãi tiêu tán đi lưu lại trong đại điện một mình vân sơn với khuôn mặt cười lạnh cùng dữ tợn